Tuyệt thế kiếm thần. Bầu không khí hắc ám huyện thành một đám hỗn độn nồng nặc không thể xua đi được. Ở nơi sâu thẳm trong hỗn độn, những ngôi sao lấp lánh lên những đốm sáng, dường như muốn phá tan hỗn độn vô cùng vô tận. Sâu thẳm, xuất hiện một vị trẻ tuổi, thanh kiếm xuyên qua thân thể. Máu tươi quyện vào thanh kiếm sắc, máu nhỏ từng giọt chảy dài xuôi xuống đầu thanh kiếm nhọn. Nhân vật chính của chúng ta bất chợt mở hai con ngươi long lanh ra. Anh nghĩ suy, hai, thật đúng là một người si tình. Dòng xoáy hỗn độn bụi bặm và xám xịt đang cuồn cuộn cuốn xoay. Một dòng sáng chói lóa, mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng dòng xoáy đen ấy. Không rõ là thần thức gì, chỉ thấy dòng sáng mạnh mẽ đó đang bị leo bám bởi những thức thần. Liên tiếp những vệt rải sáng phát ra từ phía thân thể của nhân vật chính. Đột nhiên, ánh mắt anh ấy mở to, đôi mắt của ánh sáng kiên định và đầy dũng cảm. Anh hạ quyết tâm, kiếp này nhất định sẽ khiến. Rồi anh nghiến chặt răng mà kiên quyết, nhất định tất cả những người phụ ta vạn kiếp bất phục. Rồi những dòng sáng bao vây lấy cơ thể anh như bộc phá mà hét thật lớn. À, cùng với tiếng gào thét đó, sức mạnh chiếu xuyên qua đầu thanh kiếm. Rồi nhân vật chính của chúng ta đột phá toàn bộ sức mạnh, tiếng gào lớn đến điếng người. Hận các ngươi, có lẽ điều gì đó đã khiến anh ấy hận tới thấu xương tủy đến như vậy. Vượt qua trung tâm của những luồng sáng kia, anh lao ra cùng lòng can đảm và sự hy vọng lớn lao. Hy vọng kiếp này ta có thể ngộ được bản chân, không uổng phí nỗi khổ tâm của ta. Thương khung đại lục, chúng sinh như mây, đỉnh vạn sơn giới, kiếm thần vân lạc. Lúc này, tại một nơi với dày đặc tòa thành uy nghi, không gian thoáng đãng, không đâu khác, nơi đây chính là thương khung đại lục, Lạc Anh đế quốc. Cánh cổng đỏ được hai tượng sư tử chễm chệ mà sừng sững trông coi. Đó chính là chiến vương phủ. Không gian bên trong chiến vương phủ rất thoáng đãng, quy củ và sạch sẽ. Lúc này, tại một căn phòng ở chiến vương phủ, một chàng thanh niên đang nằm bất động trên chiếc giường nhỏ. Ngồi trong chừng bên cạnh là một vị trưởng lão nào đó. Giây lát, chàng trai tỉnh giấc khiến vị tiền bối cũng ngỡ ngàng đôi chút. Ông ấy vội vàng hỏi han, Vân Nhi, con tỉnh rồi sao? Nhưng mà chàng thanh niên kia có vẻ không để ý tới trưởng lão. Anh khá tức giận mà nói lớn, Vô Song tiên sinh, ta toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi bằng tình cảm chân thành nhất. Thế mà ngươi lại giết ta như người dưng qua đường. Thật đúng là tâm địa độc ác. Thấy câu trả lời không chút liên quan, vị trưởng lão này ngạc nhiên mà hả một tiếng. Ánh mắt ông nghi ngại nhìn chàng trai kia. Rồi ông vội vã mà vỗ tay lên trán người thanh niên trước mặt, vô cùng sốt sắng mà hỏi, Vân Nhi, con không bị sao đấy chứ? Con bị trúng tà rồi sao? Rồi ông lại đưa tay lên cằm suy nghĩ lại. Hình như là không phải. Anh thanh niên chợt ngồi phát dậy, gắt gỏng mà nói với trưởng lão, ông là ai mà lại dám vô lễ như thế hả? Không đáp lời, vị trưởng lão này giơ tay đấm bụp cho anh này một bên má khiến má anh ấy đỏ mà hằn vết. Rồi anh ta còn bị trưởng lão vừa dùng chân đạp cho vài cái, vừa bị mắng nhiếc, tiểu tử thối, ăn nói vô lễ, đáng đánh lắm. Anh chàng kia chỉ biết nằm dưới đất chịu đòn mà kêu than, cứu mạng. Sau khi bị đánh cho tơi bời, gương mặt thì sưng hết lên, tóc tai bù xù. Anh ngơ ngác mà tự hỏi, đây là đâu? Tôi là ai? Lúc nào tôi mới được ăn cơm thế? Trưởng lão khóc, hu hu. Ông vừa mếu máo, vừa ôm chầm lấy anh thanh niên này vào lòng rồi than vãn. Đứa con khổ mệnh của ta, con không dễ gì mới tỉnh lại được. Nhưng mà lại bị ngốc, đến nhà của mình và cha mình cũng không nhận ra được nữa. Hu hu, tôi cũng khổ quá đi. Nhưng mà con trai của ông không thèm quan tâm. Gương mặt ngờ nghệch, ngước nhìn trần nhà rồi miệng lẩm bẩm vu vơ. Kiếm thần, Vô Song tiên nhi, chiến vương phụ lục bại, chiến vương đích tôn. Vòng vòng mấy câu vớ vẩn, nhân vật chính đột nhiên nghiêm túc mà thốt lên trong lòng, Diệp Vân. Sau đó, hình như anh đang dần nhớ lại từng đoạn ký ức, có vẻ không mấy tốt đẹp. Kiếp trước của ta, thương khung đại lục, kiếm thần Diệp Vân. Anh nhớ lại lúc đó rằng, ta đã bị Vô Song tiên nhi phản bội, rồi bị mất mạng ở vạn giới sơn. Sau đó, anh cảm nhận thân thể hiện tại của bản thân mà nghĩ, hiện ta lại được trùng sinh. Ánh mắt Diệp Vân kiên định, thân phận của ta là đích tôn Diệp Chiến, chiến vương phủ ở Lạc Anh đế quốc. Anh đứng phắt dậy, đầy sự nghiêm túc, giơ hai tay lên mở rộng mà trừng mắt thầm nghĩ tiếp, ta chính là con trai của Diệp Vô Nhai, Diệp Vân, cha của anh. Không hiểu sao ông ấy lại cuốn băng trên trán, trán thì ửng máu đỏ hồng, rất lo lắng mà dặn Diệp Vân, Vân Nhi à, con vẫn còn khá yếu, đừng quá kích động như thế. Diệp Vân bấy giờ thấy cha đang băng bó trên đầu, anh lo lắng hỏi cha, phụ thân, đầu của người bị sao thế ạ? Diệp Vô Nhai lấy tay che vết băng bó, cười ngờ nghịch đáp lời, he he, không sao, ta đi đường không cẩn thận nên bị ngã thôi, chỉ là ngã thôi. Diệp Vân có vẻ tức giận, anh nắm chặt lấy bàn tay, rồi anh bộc phát mà quát lớn, vết thương này rõ ràng là tên tay sai chó chết, châu cẩu của vương bá gia đả thương. Diệp Vô Nhai chỉ nhẹ nhàng đáp, ta không bị thương nặng đâu, con không cần lo lắng quá. Nói đoạn, Diệp Vân lại tò mò mà hỏi cha, phụ thân này, Tuyết Nhi đâu rồi ạ? Diệp Vô Nhai, ông ấy lắp bắp mà đáp lời Diệp Vân, Vân, Vân Nhi à, hôm nay là ngày đại hôn của Tuyết Nhi và Vương Bá. Tới đây, Diệp Vân hết sức ngỡ ngàng mà không nói nên lời. Sau đó, anh tức giận nói với cha,
Sao có thể để Tuyết Nhi lấy tên khốn và độc ác vừa háo sắc vừa bẩn tính như thế chứ? Bất chợt, mảnh gỗ bị vỡ ta thành hơn chục mảnh nhỏ. Điều đó làm Diệp Vân hết sức chú ý. Vâng, ngay trước mặt Diệp Vô Nhai và Diệp Vân, một tên tóc vàng, trông khá ngủ ngáo vừa đạp vỡ tấm gỗ, hắn cười khiêu khích mà nhìn hai cha con Diệp Vân. Tiếp đó, hắn bẻ bẻ ngón tay, khinh khỉnh mở lời. Izo, không ngờ tên tiểu tử phế vật nhà ngươi vẫn còn sống ở đó. Diệp Vân trừng mắt mà đáp. Châu Cẩu, cha anh cũng tức tối mà quát tên kia. Chiến Vương phủ trọng địa, đâu phải là nơi mà loại người như ngươi có thể xông vào hả? Tên này coi thường, hắn cho ngón tay lên mà gãi tai rồi mỉa mai đáp lời. Chiến Vương phủ trọng địa sao? Ha ha ha, đúng là nực cười quá cơ. Tên Châu Cẩu này chuyển sắc thái, hắn bắt đầu gầm gừ mà gằn giọng nói. Tên đại phế vật nhà ngươi còn tưởng ngươi còn ở 10 năm trước sao? Sau khi lão đầu bá đạo Diệp Chiến kia mất mạng ở Mạt Nhật Xâm Lâm, thì Chiến Vương phủ chỉ còn lại đôi cha con phế vật nhà ngươi mà thôi. Dứt lời, Châu Cẩu tung tung túi tiền lên mà khí thế nói với cha con Diệp Vân. Nói ra thì hôm nay là ngày đại hỷ của con gái Diệp Tuyết của nhà ngươi và chủ tử nhà ta. Ta phụng mệnh chủ tử mang tiền tới để thưởng cho nhà các ngươi đây. Nói xong, Châu Cẩu ném túi tiền về phía cha con Diệp Vân. Nhìn túi tiền tơi xuống đất, Diệp Vô Nhai bắt đầu thấy mùi khinh bỉ ở đây. Hai cha con ông tức giận mà phóng tầm mắt căng như viên đạn về phía Châu Cẩu. Thấy thế, tên Châu Cẩu chẳng sợ sệt gì, hắn khoan khoái mà xỉa sói. Thật chẳng biết tiểu tử phế vật nhà ngươi có gì tốt, mà lại có thể khiến mỹ nhân tuyệt sắc như Diệp Tuyết lại si tình đến như thế. Thậm chí cô ta còn vì ngươi mà đồng ý ngoan ngoãn dâng hiến thân thể cho chủ tử của nhà ta. Nói tới đây, tên Châu Cẩu sổ lên cầm kiếm muốn tấn công Diệp Vân. Hắn hả hê nói, nhưng Diệp Tuyết quá ngây thơ rồi. Cho dù cô ta lựa chọn cứu mạng ngươi, nhưng Diệp Vân ngươi cũng không thể sống được đâu. Châu Cẩu giữ vững thanh kiếm mà lao vụt lên. Hôm nay ta tới chính là để lấy mạng của ngươi. Chỉ thấy Diệp Vô Nhai đứng phía trước chắn cho Diệp Vân, máu tươi đã bắn ra. Thanh kiếm của Châu Cẩu đâm thẳng vào ngực của Diệp Vô Nhai. Ông vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng hai tay che chắn cho con trai mình. Thấy tình cảnh đó, Diệp Vân đau đớn hét lên. Phụ thân à! Diệp Vô Nhai lấy tay mà ôm lấy vết đâm đang rỉ máu rồi ông nhìn chằm chằm tên Châu Cẩu. Tên này hả hê vui vẻ, hắn giơ thanh kiếm vẫn còn nguyên từng giọt máu rơi mà nói. Diệp Vô Nhai, đan điền của ngươi vỡ sớm, ngươi đã là phế nhân rồi. Còn con trai của người thiên phú thì quá thấp, chẳng khác nào một phế nhân cả. Rồi Châu Cẩu lại lườm mắt nói. Hôm nay, ta sẽ giúp hai tên phế nhân nhà các ngươi chết một cách không đau đớn. Đương lúc căng thẳng đó, một giọng nói lớn vang lên. Thả Vân ca ca ta ra. Một anh chàng thấp người vội vã đang chạy vào và hét lên như thế. Anh tức giận mà thét lớn tiếp. Muốn gì thì nhắm vào ta đây này. Rồi anh ấy chạy đến trước Diệp Vô Nhai và Diệp Vân. Hai tay giang rộng cùng ánh mắt giận dữ nhìn Châu Cẩu. Tên Châu Cẩu thấy thế cũng chẳng chút lo lắng. Hắn nhếch mép cười khẩy. Anh lùn kia vội chạy tới, ôm khư khư lấy cánh tay của Châu Cẩu mà ngăn cản. Châu Cẩu chỉ liếc nhẹ ánh mắt, tay thì bắt đầu xuất chiêu. Chỉ hai giây sau, anh lùn tốt bụng đã bị ngã ngửa, ngã bay cả người ra sau. Thấy thế, Diệp Vân tức giận tới nhăn mặt, nghiến chặt răng. Anh lùn bị ngã, ngồi sụp ra sàn nhà, miệng đã ứa máu. Anh trừng mắt, tức tối nhìn tên Châu Cẩu, rồi anh từ từ nén nỗi đau đứng dậy. Anh tốt bụng mà quay mặt lại nói từ tốn với Diệp Vân rằng: "Vân ca, ngày đó huynh đã cứu mẫu thân của đệ. Đệ từng nói, cái mạng này của đệ chính là của huynh." Thấy tên béo nói nặng lòng như thế, Diệp Vân vội vã mà can ngăn. "Này tên béo, mau tránh ra đi, người sẽ chết đó." Diệp Vân nhớ lại năm xưa mà ứa nước mắt, kiếp trước mình là một cô nhi, bên cạnh chỉ có Vô Song Tiên Nhi là khuynh tình hồng nhan. Kiếp này mình có phụ thân Diệp Vô Nhai dùng thân mình chặn Tam Lang đao cho bản thân, có muội muội Diệp Tuyết dùng hạnh phúc cả đời để mình được sống tiếp, còn có cả huynh đệ tốt, tên béo cũng dùng cơ thể đệ ấy để làm lá chắn cho mình. Anh như đang ngã khuỵu trong chính những dòng suy nghĩ này của bản thân. Nước mắt đã rơi, trò chơi kết thúc. Diệp Vân chỉ nghĩ, Diệp Vân ta, mãn nguyện rồi. Cùng lúc đó, anh béo đang bị tên Châu Cẩu đánh cho ngã văng ra. Anh ngã nằm ra nền nhà, tên Châu Cẩu chỉ tay vào mặt anh béo rồi mắng nhiếc. Phế vật, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi tàn phế, khiến ngươi sống lay lắt, sống tàn phế cả đời. Sống còn khổ hơn chết. Diệp Vân nghe tới đây, anh từ từ đứng dậy. Anh béo thấy thế, tuy đang bị đánh sưng hết mặt mũi, anh vẫn gào lên mà can ngăn Diệp Vân. Vân ca à, huynh mau chạy đi đi, đệ sẽ cản tên Châu Cẩu lại. Diệp Vân chỉ ung dung đáp, Châu Cẩu, tên này giao cho ta. Châu Cẩu chứng kiến cảnh huynh đệ tình thân mến thương, hắn cười hớn hở mà xỉa sói. Ha ha ha, một tên rác rưởi chỉ có nhân giai nhị tầng mà cũng nói ra lời ngông cuồng như thế ư, lại còn dám khiêu chiến lão tử ta. Ha ha, nực cười. Chỉ thấy Diệp Vân bước từng bước tới gần hắn. Diệp Vân nghiêm nghị mà nói với anh béo, huynh đệ của ta, cho ta mượn trường kiếm trên lưng đệ một lát. Thế rồi, Diệp Vân cầm lấy thanh kiếm trường. Anh dựng đứng thanh kiếm lên mà trừng mắt nhìn tên Châu Cẩu. Tên Châu Cẩu thấy bộ dạng này của Diệp Vân mà toát mồ hôi. Hắn sợ hãi mà tự nghĩ thầm, khí thế này, hắn khá cọc cằn mà cẩn thận nghĩ lại.
tu vi của Diệp Vân chỉ là nhân giai nhị tầng, còn mình là nhân giai bát tầng, cao hơn hẳn những 6 tầng thiên, không thể uy hiếp được mình. Diệp Vân giơ thẳng trường kiếm về phía mặt của Châu Cầu. Anh cảnh cáo tên này. Tuy thanh kiếm này chỉ có thể nói là tạm bợ, nhưng đủ để giáo huấn một con chó như người rồi. Bỏ qua lời cảnh cáo của Diệp Vân, tên Châu Cầu gào thét. Giết ngươi, ta chỉ cần một chiêu mà thôi. Rồi hắn vội vã tung chiêu. Tay cầm kiếm lao thẳng, thế võ long quyền tôn kỵ tung ra. Thấy cảnh này, anh béo sợ hãi thốt lên. Là độc long toàn. Diệp Vô Nhai cũng ngỡ ngàng. Ông hết sức căng thẳng mà nhớ lại rằng. Thương khung đại lực, công pháp phẩm giai từ cao đến thấp lần lượt là thiên địa huyền hoàng. Độc long toàn mà Châu Cầu đang phát động là một công pháp độc ác nhất. Thượng đẳng nhất trong số hoàng giai công pháp. Ông có vẻ bất lực mà tiếp tục nghĩ. Người chúng độc long toàn không chỉ sẽ chết mà còn chết rất thảm. Đương lúc đó, một tiếng kêu á vang lên thảm thiết. Ánh sáng chói lóa khiến anh béo lấy tay che bớt. Chuyện gì đang xảy ra mà gương mặt của tên Châu Cầu lại đần ra thế kia? Trông hắn có vẻ là rất ngạc nhiên mà không thể giải thích. Còn Diệp Vô Nhai và anh béo lại có vẻ hớn hở mà theo dõi. Bằng một cách nào đó, lúc này, thanh trường kiếm trên tay của Diệp Vân lại được anh cầm mà kề sát vai tên Châu từ phía sau lưng. Tên Châu Cầu tò mò mà cất tiếng hỏi, ngươi tránh được độc long toàn của ta từ lúc nào vậy? Nhanh quá. Diệp Vân ung dung mà từ tốn đáp lời hắn. Thiên hạ võ công chỉ có nhanh là khó phá. Vô danh kiếm pháp của ta chính là cực trí kiếm pháp theo đuổi tốc độ cực hạn. Rồi anh lên giọng mà ra lệnh cho tên Châu Cầu. Mau đưa ta đến chỗ Vương Bá. Anh nhíu mày mà nói tiếp. Ta muốn giết chết hắn. Tên Châu Cầu sợ mất mạng cũng vội mà đồng ý. Được. Nhưng rồi hắn lại nhe nhởn mà cười tủm tỉm nghĩ mừng thầm. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp chủ tử. Để tận mắt nhìn thấy người bị chủ tử của ta giết chết. Đường đại danh, đèn hoa được trang trí cả hai bên đường, cả con đường bao phủ bởi màu đỏ rực rỡ. Mọi người dân đều ùa ra đường xem náo nhiệt, khung cảnh vô cùng huyên náo. Đoạn đường này chính là nơi đoàn tướng quân của tướng phủ sẽ phải đi qua. Tiếng kèn từ xa vang lên inh ỏi, đoàn rước dâu từ từ đi tới. Tân lang ngồi trên ngựa chính là Vương Bá. Hắn mặc một bộ đồ màu đỏ rực, mặt nở nụ cười đắc thắng, trong lòng vui vẻ, Diệp Tuyết, cuối cùng ngươi cũng là của ta rồi. Hắn ta vui vẻ đưa tay ra chào mọi người xung quanh, như thông báo cho những người ở đây biết, hôm nay hắn đã cưới vợ. Trái ngược với khung cảnh vui vẻ náo nhiệt bên ngoài, tân nương trong kiệu hoa lại không được như vậy. Dưới lớp khăn trùm đầu, Diệp Tuyết với khuôn mặt buồn rầu, nức nở thủ thỉ. Vân ca ca, sau này Tuyết Nhi không thể nấu cơm, pha trà bóp vai cho huynh nữa rồi. Xin lỗi, Tuyết Nhi muốn gả cho huynh, nhưng... Chưa đợi Diệp Tuyết nói thêm, thì bị tiếng thét của Vương Bá cắt ngang, sao hắn lại tới đây? Vương Bá cả khuôn mặt méo xệch, cau có nhìn về phía trước. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Diệp Vân lão đệ. Hôm nay vội vã tới đây như thế, là muốn chúc mừng cho Vương Bá ta sao? Vương Bá giọng nói đầy khiêu khích, nhìn Diệp Vân cầm kiếm ở cuối con đường. Diệp Vân cầm kiếm, nghiêm mặt nhìn về đoàn rước dâu, không có gì là sợ hãi khoa nhượng. Người dân hai bên đường thấy cảnh này, đoàn chắc chắn là cướp dâu rồi, liền bàn tán sôi nổi. Thảo nào trông quen thế, thì ra là Diệp Vân của Chiến Vương phủ. Chiến Vương phủ hiện hại chẳng qua là một đại viện rách nát mà thôi. Không sai chút nào, Chiến Vương chết trong mặt Nhật xâm lâm, Chiến Vương phủ đã chỉ còn trên danh nghĩa từ lâu rồi. Diệp Vân nghe những lời này, tức giận đến nghiến răng hừ lạnh. Nghe được lời này, Diệp Tuyết rưng rưng nước mắt vén khăn trùm đầu lên, bước ra khỏi kiệu hoa nói, Vân ca ca tới rồi, là Vân ca ca. Diệp Vân cười đáp, ta tới đây là muốn đón muội muội ta về nhà. Diệp Tuyết hạnh phúc đến nỗi nước mặt chảy ròng, hay ôm miệng không tin tưởng thốt lên, Vân ca ca. Vương Bá chống tay huênh khoang chỉ vào Diệp Vân nói, hôm nay nể tình Tuyết Nhi, ta có thể cho ngươi một cơ hội quay đầu chạy trốn. Nhớ rằng, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không. Diệp Vân lặp lại lời hắn, nếu không, rồi chỉ về đám người nói. Nếu không, ngươi sẽ phái một tên cầu nô tài như Châu Cầu, tới đuổi cùng giết tận ta sao? Từ trong đám người, bàn tử xách Châu Cầu ra, rồi đá hắn về phía Diệp Vân trước toàn bàn dân thiên hạ. Châu Cầu cả người đầy vết thương nằm trên đất, nước mắt tuôn rơi, đưa bàn tay về phía Vương Bá cáo trạng. Chủ tử, ngươi nhất định phải làm chủ cho tiểu nhân. Không biết tên khốn Diệp Vân này đã luyện kiếm pháp gì mà lợi hại vô cùng. Trước là chặt đứt hai tay của tiểu nhân, sau đó còn phá đan điền của tiểu nhân. Vương Bá ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống, tức giận quát, một con chó không làm được việc mà còn mặt mũi tới gặp ta. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, Châu Cầu này tuy chỉ là một con chó, nhưng lại là con chó của bá vương ta, Vương Bá hướng Diệp Vân nói. Sau đó đưa ra lời đe dọa, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, ta không muốn đích thân động thủ đả thương người, nếu bây giờ ngươi có thể tự chặt hai tay. Diệp Vân như nghe chuyện cười mà nói, tự chặt. Không bao giờ có chuyện đó, Diệp Vân lạnh lùng nói. Bên kia, Vương Bá không thèm nể nang ai mà quát, sức sược, lại dám nói như thế với bản công tử. Tên cặn bã vĩnh viễn đừng dừng lại ở nhân giai nhị tầng, ngươi muốn chết sao? Diệp Vân không hề sợ hãi mà cầm kiếm bước tới, nghiến răng nói ra từng chữ, ta nói rồi, hôm nay ta phải đón muội muội ta, sau đó tiện thể. Nói rồi, Diệp Vân bật người lên trên, phi như một tên bắn về phía trước hô lớn, giáo huấn tê khốn nạn nhà ngươi một lát. Vương Bá thấy Diệp Vân động thủ, hắn ta nhăn mày nói, được,
Nếu hôm nay tiểu tử nhà ngươi nhất quyết muốn chết, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Vương Bá rút thanh đao từ bên người ra, xông lên đánh về phía Diệp Vân. Thấy hai người sắp lao vào chiến nhau, Diệp Thuyết sợ hãi, vươn tay ra ngăn cản, "Diệp Vân ca ca, cô không muốn vì mình mà Diệp Vân phải bị thương." Mà Mai đứng bên vội đứng ra ngăn cản, "Thiếu phu nhân, cô chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên trên kiệu xem là được." Diệp Tuyết nhìn cánh tay đưa ra, đối phương tỏa ra một nguồn áp lực vô cùng lớn. Diệp Tuyết căng thẳng đến toát mồ hôi nghĩ, cao thủ huyền giai thứ tầng. Bên kia đám quần chúng thấy Vương Bá xuất chiêu, bèn tung hô nịnh nọt. Mới chưa đến một năm mà Vương Bá đã đến huyền giai thật, đạt đến huyền giai nhất tầng rồi. Trời đất, khí thế trên người Vương Bá đang tăng lên, đạt đến huyền giai nhị tầng. Quay trở lại bên chiến tường chính, hai người Diệp Vân và Vương Bá đang đánh nhau ác liệt. Kiếm chạm kiếm, tay chạm tay, chân chạm chân, đánh đấm liên hồi, khó phân thắng bại. Sau một hồi đánh đấm, ánh mắt của hai người giao nhau, Vương Bá khinh khỉnh nói, "Diệp lão đệ, bây giờ mà hối hận thì còn kịp đó." Diệp Vân nhếch mép không quan tâm đáp, "Thích nói nhảm thật đấy." Bỗng nhiên, Vương Bá đẩy Diệp Vân ra, lấy sức bật về đằng sau. Diệp Vân theo quán tính lùi ra sau, dạng hai chân ra giữ thăng bằng. Vương Bá cầm chắc thanh đao, một luồng sức mạnh được truyền vào, thanh đao đột ngột sáng lên, bùng cháy mạnh mẽ. Vương Bá cười bỉ ổi nói, "Hôm nay sẽ để ngươi nếm mùi lợi hại của Xích Diễm đao pháp." Rồi Vương Bá cầm đao chép về phía Diệp Vân, xem đao. Diệp Vân né lại cú chém của hắn, xoay người lại, đưa chân đá lên. Chân Diệp Vân đá mạnh vào tay hắn, bị một lực tác dụng, thanh đao bay lên trên trời. Thanh đao bay lên trên cao, xoáy liên tục, giống như đang múa lửa vậy. Mặt Vương Bá trừng lớn, không tin vào mắt mình. Chưa đợi hắn định thần sau cú sốc, Vương Bá bị kiếm của Diệp Vân xuyên qua bụng. "Phá nát đan điền của ngươi," Diệp Vân lạnh lùng nói. Nói xong câu này, từ miệng của Vương Bá, một dòng máu đỏ chảy ra. Diệp Vân rút kiếm ra, Vương Bá nằm gục xuống đất, lấy tay che lại miệng vết thương. Hắn ta nghiến răng hét lên, "Ngươi, ngươi lại dám phế đan điền của ta. Ta phải giết ngươi," Vương Bá tức giận quát tháo. Diệp Vân đứng ở trên cao, khinh thường nói, "Bây giờ ta có thể đưa muội muội của ta đi được chưa?" Vương Bá tức đến phát điên đứng bật dậy, lao lên phía trước, định lấy lại thanh đao để chiến tiếp. Hắn gào lên, "Giết chết ngươi," nhưng cứ hắn gào lên tiếng nào thì Diệp Vân lại chém hắn phát đấy. Diệp Vân sau khi đã đánh cho Vương Bá tối tăm mặt mày, lạnh lùng nói, "Bỏ đi, ngươi ức hiếp người nhà ta hết lần này đến lần khác, lại còn muốn giết ta, hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi thật sòng phẳng." Diệp Vân lại đưa kiếm lên, đâm thẳng vào tim của Vương Bá. Vương Bá mất đi sức sống, từ từ đổ gục xuống nền đường. Hắn ta người mặc hỉ phục đỏ, chết thảm giữa vũng máu. Đây là ngày hỉ nhưng đồng thời cũng là ngày tang của Vương BAD. Mọi người xung quanh vô cùng hoảng sợ, không tin Vương Bá oai phong một vùng lại nhanh chóng chết như vậy. Bà Mai thấy tình cảnh thiếu gia nhà mình, tức giận hét, "Diệp Vân, ngươi đúng thật là to gan." Bà ta lôi ra một dây côn ra, vung liên tục về phía Diệp Vân. Dây côn bay nhanh như cắt, nhưng đều bị Diệp Vân tránh né được. Đột nhiên dây côn dừng lại, bà ta nhìn xuống ngực mình. Một thanh kiếm sắc lạnh ghim thẳng vào người bà ta. Từ miệng bà ta phun ra một ngụm máu tươi, không tin tưởng nói, "Không thể nào." Diệp Vân đứng bên thu kiếm lại, đầy uy vũ nhìn về phía trước. Những người tại hiện trường cũng kinh ngạc không kém, Diệp Vân của hiện tại thật sự là tên phế vật trước đây sao? Từ xa, một đám quan binh chạy tới, một người trong đó hét lên, "Tên này to gan bằng trời, làm sằng làm bậy, lại dám giết nhị công tử của đại tướng quân phủ ta. Tất cả lập tức giết hắn cho ta." Một đám binh lính xông lên, đồng thanh hô lớn, "Giết." Diệp Vân cũng không còn muốn đôi co với bọn chúng nữa, chém chém vài đường. Đám binh lính bị đánh ra, nằm như ngả dạ, không thể chống đỡ. Diệp Vân đánh xong, khuôn mặt lộ lắng nhìn về phía Diệp Tuyết, "Tuyết Nhi." Diệp Tuyết nhảy ra khỏi kiệu hoa, tủi thân nói, "Vân ca ca." Diệp Tuyết ôm chặt lấy Diệp Vân, khóc thút thít. Diệp Vân vỗ về an ủi Diệp Tuyết, "Tuyết Nhi, đừng như thế, trên người ca ca đều là máu, bẩn lắm." Ánh mắt hai người đối diện nhau, Diệp Tuyết thủ thỉ, "Muội sẽ không rời xa Vân ca ca nữa." Trái ngược với cảnh thâm tình bên này, bên kia đám đông hoảng loạn chạy loạn cả lên. Diệp Vân điên rồi, hắn giết chết nhị công tử của đại tướng quân, mau chạy đi. Diệp Vân cạn lời nhìn mọi người. Diệp Vô Nhà nhìn lên trời nói, "Nổi gió rồi, xem ra hôm nay sẽ có mưa." Diệp Vân nghe vậy, ngẩng đầu lên nói, "Đúng thế, chắc sẽ là một trận mưa lớn." Rồi Diệp Vân ôm Diệp Tuyết, lo lắng hỏi, "Tuyết Nhi, muội có sợ không?" Diệp Tuyết trong lòng Diệp Vân, nũng nịu nói, "Có cả ca ở đây thì muội không sợ gì hết." Tại phủ tướng quân, đèn hoa đỏ rực treo đầy cả phủ. Bên trong đại sảnh, đại tướng quân đang ngồi ở trung tâm, tâm trạng vui vẻ, hai bên là quan khách của phủ. Các quan khách đến tham dự đều chúc mừng, "Đại tướng quân, chúc mừng ngài." Bên ngoài có tiếng thông báo, "Ngụy quốc sư tới, tặng bà lá từ tiết hồi xuân phủ, chúc đại tướng quân phủ hưng thịnh không dứt, huy hoàng vạn năm." Theo tiếng nói đó, một người đàn ông mặc áo vàng, râu tóc hoa râm bước vào. Đại tướng quân đứng dậy chào đón, "Ngụy quốc sư, tiểu tử đại hôn, ngài lại đích thân đến chúc mừng, lão phu thật vinh hạnh." Bên ngoài lại vang lên tiếng thông báo, "Tào công công tới." Thấy người tới là Cao công công, tâm phúc bên cạnh hoàng đế. Đại tướng quân bèn quỳ xuống hành lễ nhận chỉ. Cao công công cười nói,
hôm nay là đại hôn của nhị công tử nhà Vương lão Đê, thánh thượng đặc biệt đích thân hạ bút viết 4 chữ, lệnh cho lão nô mang tới tặng. Đại tướng quân nhận chỉ mở thánh chỉ ra, đọc dòng chữ bạch đầu giai lão. Vương Đại Long cười lớn, chắp tay cảm tạ, đa tạ thánh thượng Long Nở và cả Cao đại ca đã cất công đích thân tới. Đột nhiên từ bên ngoài có người chạy hớt hải vào, vừa chạy hắn ta vừa nói, bẩm báo đại tướng quân, xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy tên thuộc hạ không biết tôn ti như vậy, tức giận quát mắng, hoảng hốt cái gì? Lại khiến ta mất mặt như thế, thân là người của phủ đại tướng quân, có chuyện gì cũng không được hoảng loạn. Rồi ông ta ngồi vào bàn, cầm tách trà lên, nhắm mắt dưỡng thần nói gì, có chuyện gì? Tên thuộc hạ tái xanh mặt, lắp bắp nói, nhị công tử, bị giết rồi. Vừa nghe tin tức này, chén trà trên tay Vương tướng quân rơi xuống đất, vỡ tan tành. Ông ta tức giận đứng dậy quát, ngươi nói sao? Tên thuộc hạ sợ hãi thuật lại tình hình, đội rước dâu đang trên đường quay về thì bị Diệp Vân cản đường. Diệp Vân không chỉ giết hết đội ngũ rước dâu mà còn giết chết như công tử ngay trên đường phố. Vương tướng quân xoay người vung tay ra, hét lớn ra lệnh, tiểu động Vương gia quân, lấy cho ta Cửu Long đao, đi cùng ta đến san bằng chiến vương phủ. Ta phải đăng tên áp đặt Diệp Vân thành nghìn mảnh, Vương Tại Long hằn giọng nói. Tại rừng Mạt Nhật, một trong bát đại quang địa của Thương Không đại lục. Khu rừng bao phủ hoàn toàn là màu xanh, vô cùng rậm rạp, đứng ở bên dưới nhìn lên, không thấy rõ cả mặt trời. Trong rừng đầy rẫy những động thực vật độc, nguy hiểm khôn trùng. Sâu trong rừng rậm, có một người cơ bắp cuồn cuộn đang đứng, trên tay ông cầm một vật màu đỏ. 10 năm rồi, không biết tu vi của cháu trai ta có tăng lên được tí nào không. Nhưng mà cũng không sao, bây giờ có Cửu Linh quả, nhất định có thể cải thiện được thể chất phế thải của cháu trai ta, để nó có thể quật khởi từ đây. Người đàn ông nói, vật trong tay ông ta chính là Linh Cửu quả. Tại Lạc Anh đế quốc, cổng hoàng thành, nơi có binh lính canh giữ nghiêm ngặt. Từ xa, có tiếng của chó sói đang chạy tới. Đi lại gần hơn, người đàn ông đứng trên xe ngựa, đang được hai con chó sói kéo với tốc độ như tên bắn. Binh lính thấy cảnh tượng ngàn năm có một ngày, cả người ngây ra, hoang mang nói, mẹ nó, đó là ai mà dùng tận phong huyết kéo xe. Binh lính bên cạnh đứng ra ngăn cản đoàn xe, ngăn hắn lại. Nghe vậy, các binh lính khác đều hồi thần, dựng trận ngăn cản đối tượng xâm phạm. Người đang tới là ai, lập tức dừng lại. Kết một tiếng, người đàn ông cho xe dừng lại. Ông ấy thả hai con tật phong huyết lang ra, vẫy tay cười nói, các ngươi có thể quay về được rồi. Rồi ông ấy thả chúng về rừng. Đứng lại, người người muốn làm gì, binh lính vội nói khi người đàn ông đi lại gần. Người đàn ông cao lớn trống hông, cao ngạo nói, ta về nhà. Thấy khi thế này, binh lính ngồi bệt xuống đất, bây giờ mới nhận ra thân phận của người đến, lắp bắp nói, trời đất, ngài là chiến vương. Các binh lính khác vội đỡ người bị đọa cho mất hồn dậy. Mà người đó vẫn hoảng loạn lẩm bẩm nói, thì ra chiến vương vẫn chưa chết. Chiến vương quay về, chuyện này, hoàn thành sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Chiến vương vào thành, nhìn cảnh tượng xung quanh, cảm thán nói, 10 năm rồi, thành này biến hóa không ít. Người dân xung quanh nhìn chiến vương xì xào bàn tán, ý, gã này là người rừng sao? Trông cũng không giống, nhưng sao hộ vệ cổng thành lại để một tên người rừng vào trong thành chứ? Ngay lúc này, tại chiến vương phủ, đám người của Vương đại tướng quân đã sớm tập trung ở đây. Một tên thuộc hạ đứng ra bẩm báo, tướng quân, đại môn này có cấm chế, chúng ta không thể phá được. Vương tướng quân tức giận hét lên, phố đệ của chiến vương còn con, mà còn có cấm chế. Ông ta xông lên, lấy kiếm chém về phía phủ chiến vương, xem ta phá đây. Một ngọn lửa lớn từ thanh kiếm phát ra, đập vào cửa lớn vương phủ. Vương tướng quân tức giận quát, một tiểu tử làm phế vật cả đời, mà lại dám giết chết con trai ta, hôm nay không tiêu diệt các ngươi, thì Vương Đại Long ta, thể không làm người. Dưới áp lực mạnh mẽ, cánh cửa bị nứt ra một lỗ, rồi đổ vỡ hoàn toàn tạo một vụ nổ mạnh mẽ. Thấy cửa đã không còn, Vương Đại Long chỉ vào bên trong, ra lệnh cho quân đội đằng sau, bộ binh tiểu đội, bắt tất cả bọn chúng vào luyện ngục cho ta. Các binh lính tuân lệnh phi lên phía trước. Thấy động tĩnh lớn, Diệp Vân từ trong nhà bước ra, lạnh lùng nhìn đám người. Thấy đám binh lính xông tới, Diệp Vây vung kiếm, hai ba chiêu thức đã đánh bại toàn bộ, vô cùng nhẹ nhàng. Vương Đại Long đáy mắt lóe lên một tia sáng, chiêu thức này lần đầu hắn thấy. Hắn cầm kiếm lên, tức giận nói, kiếm pháp cũng kỳ diệu đấy chứ, nhưng thực lực của bản thân yếu quá. Nói xong, hắn ta cầm kiếm, truyền lửa vào, đánh về Diệp Vân. Diệp Vân trước áp lực mạnh mẽ này, sắc mặt căng thẳng nghĩ, quả nhiên chỉ có kiếm chiêu vẫn không đủ. Vương Đại Long dồn lực hét lên, đi chết đi. Diệp Vân bị năng lực mạnh đánh vào, cơ thể bị tổn thương phụt máu ra, bay một vòng trên không trung rồi đáp xuống đất. Đột nhiên có âm thanh đằng sau Vương Đại Long vang lên, là kẻ nào dám báo với chiến vương phủ ta. Nghe âm thanh hùng hổ này, hắn ta quay đầu nhìn ra đằng sau hỏi, ngươi là ai? Chiến vương khoanh tay nói, bao vây chiến vương phủ ta, lại là tiểu tử hỗn xược nhà ngươi. Hai tên binh lính lắm mồm đứng bên kia khinh thường chỉ chiến vương nói, ngươi là tên người rừng ở đâu nhảy ra, mà lại dám ăn nói sức sực với vương đại tướng quân của bọn ta như thế. Chiến vương nhíu mày, liếc đám lâu la kia, hừ lạnh, đám tép diêu. Cả người chiến vương tỏa ra một luồng sét đỏ rực, làm tất cả các binh lính ngậm miệng lại. Thấy sức mạnh này, Vương Đại Long toát mồ hôi, sợ hãi nói, Diệp Chiến. Diệp Vân đứng dậy, lau đi vệt máu, vui vẻ thốt lên, ra.
Chiến Vương ngẩng cao đầu, hùng hổ chất vấn, uổng công người nhận được ra ta. Ta hỏi ngươi, ban đầu ngươi đã đồng ý với ta những gì? Sao hôm nay lại dám bao vây Chiến Vương phủ của ta? Vương Đại Long toát mồ hôi, nhưng vẫn bất chấp nói, đương nhiên là ta vẫn nhớ, ban đầu đã hứa những gì. Hắn ta liếc nhìn Diệp Vân, nghiến răng nói, còn lý do sao lại bao vây Chiến Vương phủ? Hắn tức giận chỉ vào Diệp Vân, ngươi hãy hỏi tôn tử bảo bối của ngươi đi. Là hắn đã giết hại Như Từ bảo bối của ta. Diệp Tuyết sợ Chiến Vương hiểu lầm, liền chạy ra giải thích, ra ra, mọi chuyện không phải như Vương Đại Long nói đâu. Một phút sau, Chiến Vương Diệp Chiến nghe cháu gái Diệp Tuyết vừa khóc vừa kể lại chuyện đã xảy ra. Diệp Tuyết lấy tay lau nước mắt, thút thít nói, mọi chuyện là như thế, vẫn ca ca vì cứu cháu nên mới. Lão Chiến Vương, tức giận, chỉ thẳng tay vào Vương Đại Long, quát, đồ hỗn trướng, người còn gì để nói nữa không? Vương Đại Long dương thanh đao về phía Diệp Tuyết, quát, im miệng cho ta, nha đầu thối. Rồi hắn ta hống hách nhìn lão Chiến Vương nói, đương nhiên là có cái để nói rồi, ta nói cho người biết. Đồ lão bất tử, hôm nay ta phải san bằng Chiến Vương phủ, giết cả nhà ngươi, báo thù cho con trai ta. Diệp Chiến khinh thường nói, chỉ dựa vào người sau. Câu nói này đã chọc giận Vương Đại Long, hắn ta hét lớn, hôm nay ta sẽ xử luôn lão bất tử nhà ngươi. Dứt lời hắn ta vận công, khắp người tỏa ra ngọn lửa đỏ rực. Lão Chiến Vương cũng đã vận công, sẵn sàng tiếp chiêu. Trận chiến bắt đầu, Vương Đại Long chém thanh đao ngùng ngụt lửa chiến oán hận. Chiến Vương Diệp Chiến cũng ngay lập tức dùng nắm đấm sức mạnh của mình ra chiêu, trong ánh sáng của ngọn lửa đỏ sáng bừng. Diệp Vân gương mặt có chút căng thẳng đến toát mồ hôi, nhìn trận đấu trước mặt, Diệp Tuyết lo lắng, đôi mắt mở to không rời khỏi cuộc chiến. Lão Diệp Chiến tay nắm thành quyền mạnh mẽ, gương mặt cau lại, gằn giọng nói, trò vặt vãnh. Ánh mắt lão trở nên trắng dã, sáng rực, mọi công lực dồn vào nắm đấm. Một vòng tròn sáng rực xuất hiện, tỏa ra từ nắm đấm của lão Diệp Chiến, đòn đánh quá mạnh làm Vương Đại Long không đỡ nổi, lập tức bị đánh bay ra xa. Vương Đại Long ăn trọn cú đấm kia, miệng đã hộc máu, mắt một nhắm một mở trừng lên, sửng sốt nhận ra chiêu thức kia, không giai tam tầng đấu lực. Vương Đại Long bị Diệp Chiến đánh bật ra xa, lộn người trên không trung, nặng nề khuỵu gối tiếp đất. Hắn ta gượng đứng lên, đau đớn đưa tay lên ngực nói, đáng ghét. Hắn lấy ra từ trong áo một viên kim đan phát sáng. Vừa nhìn thấy viên kim đan, Diệp Vân vô cùng bất ngờ nói lớn, là bạo năng đan. Lão Vương Đại Long đưa viên bạo năng đan vào miệng, ngửa cổ nuốt xuống, khắp người tỏa ra những đốm sáng màu vàng, viên tiên đan đi tới đâu, linh lượng của nó tỏa ra khắp cơ thể đến nó. Toàn bộ mạch máu trên mặt Vương Đại Long nổi hết lên, miệng hắn há hốc, hai mắt trắng dã. Năng lượng của viên bạo đan làm tóc hắn cũng dài ra. Trong ánh sáng đỏ rực toát lên sự oán hận, hắn cuồng nộ nói, lão bất tử, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nhìn một màn bất chấp tất cả lên cấp của hắn, Diệp Vân nói, không giai ngũ tầng, tên này mượn đan dược để cưỡng ép tăng đẳng cấp chất bản thân. Vương Đại Long bắt đầu tấn công, chân hắn di chuyển, vận khinh công, hung hăng nhảy lên, hai tay nắm chặt thanh hỏa đao, giáng xuống người Diệp Chiến, giọng nói phẫn nộ, giết chết ngươi. Diệp Chiến chẳng hề có chút dao động, ánh mắt tóe ra ánh sáng sắc lạnh, hừ lên một tiếng. Rồi lão chiến tướng mạnh mẽ vung nắm đấm dễ dàng hóa giải đòn đánh hiểm độc của Vương Đại Long, rồi đấm hắn một cú trời giáng bay ra xa. Thanh đao trong tay Vương Đại Long vỡ vụn rơi xuống đất. Hắn ta trúng đòn, không đỡ nổi giáng người vào bức tường phía sau, bức tường sau lưng hắn vỡ vụn. Vương Đại Long gượng dậy, gườm gườm nhìn lão Chiến Vương, nghĩ, ít nhất cũng không giai lục tầng. Lão Chiến Vương chiến tướng tiến lại trước mặt trên bại trận đang ngồi gục trên đất. Tay lão chiến tướng nắm chặt, cơ thể cường tráng cơ bắp, khinh bỉ nói, bây giờ mới biết sự lợi hại của ta, muộn rồi. Rồi Diệp Chiến vung tay, một đòn kết liễu Vương Đại Long, giọng nói sắc lạnh, đi hối hận với Diêm Vương đi. Như nắm đấm chưa kịp đánh vào người Vương Đại Long, đã bị chặn lại bởi một kết giới do một ấn ký tạo ra. Diệp Chiến trừng mắt, nói, Ngụy lão nhi, nhiều năm như thế không gặp, ông vẫn thích lo chuyện bao đồng như thế sao? Ngụy Sâm, đạo phù sư của Anh Lạc Đế quốc, gương mặt hiền từ, nhẹ giọng đáp, lão Chiến Vương, vẫn khỏe chứ? Ngụy lão nhi này là một lão già mặc đồ đạo sĩ, tay cầm cây quạt lông, bước tới nói, tục ngữ nói hay lắm, cứu một mạng người xây bảy tòa tháp. Huống hồ ta và vị Vương đại tướng quân này còn là Đông Triều Đông Liêu, sao có thể nói là lo chuyện bao đồng được chứ? Ngụy lão từ từ bay lên, rời khỏi mặt đất, lơ lửng phía trên mái nhà, trên tầm mắt của Diệp Chiến. Nhìn lão Ngụy Sâm đang ung dung kia, Diệp Chiến có chút bất ngờ về cấp bậc của lão Ngụy, nói, không giai thất tầng, thực lực tăng lên cũng nhanh đấy. Diệp Chiến toàn thân tỏa ra nguồn ánh sáng sức mạnh, cơ thể gồng chặt cơ bắp mạnh mẽ, tự tin nói, nhưng mà hình như không nhanh bằng ta. Rồi, vút một phát, Diệp Chiến lao lên không trung. Vương Đại Long há hốc mồm kinh hãi nói, không giai bát tầng, là không giai bát tầng sao? Nhìn lão chiến tướng với bậc cấp vượt trội, Vương Đại Long sửng sốt nghĩ, những năm này, mình tăng từ huyền giai thập tầng lên không giai nhị tầng đã cảm thấy bản thân là thiên tung chi tài rồi, không ngờ Diệp Chiến lại từ không giai nhị tầng lên tận không giai bát tầng. Hắn ta tức giận cắm chặt răng, cau mày nghĩ, lão phu không cam tâm, không cam tâm. Xung quanh lão Diệp Chiến ngùng ngụt ánh hào quang sức mạnh, thân thể cường tráng, nói với Ngụy Sâm, Ngụy lão nhi, xuất chiêu đi. Ngụy lão nhi lập tức nhận lời thách đấu, phẩy chiếc quạt trong tay, miệng nói, thế thì đắc tội rồi, nhiều luồng sáng vàng chói phát ra. Bên phía Diệp Chiến, lão cũng đấm liên hoàn cước,
muôn vàn nắm đấm tung ra, đáp tới đi. Hai luồng chiêu thức bay tới chạm nhau, tạo thành tiếng nổ lớn, một vùng ánh sáng chói lòa trên bầu trời. Đất đá bay tứ tung, Diệp Vân vội đưa tay tránh mất viên đá bay trúng mặt. Bàn Tử thấy vậy lập tức chạy tới lo lắng hỏi, Vân ca huynh thế nào rồi? Diệp Vân ôn tồn đáp, ta không sao. Nhìn sức mạnh kinh khủng của Chiến Vương, Bàn Tử ngưỡng mộ nói, Chiến Vương lợi hại quá. Diệp Vân cũng tiếp lời, đúng thế, nhất tầng tu luyện chẳng khác nào nhất trùng thiên, bây giờ có thể lập tức phán đoán được cao thấp, ra ra thắng rồi. Bạn tớ vừa ngắm nghĩ vừa nói, tổng cộng có 9 giai, nhân, huyền, không, địa, thiên, vương, hoàng, thánh, ế. Mỗi một giai lại chia thành 10 tầng. Thật không dám tưởng tượng, những giai tầng sau còn lợi hại đến mức nào. Nhìn hai lão thánh nhân vẫn đang phân tài cao thấp trên không trung, Bàn Tử cảm thán, giống thần tiên đánh nhau. Diệp Vân tiếp lời, thần tiên lợi hại hơn thế này nhiều. Lá kim phù bị xé tan. Bạn Tử liền nước mắt hai hàng, khóc lóc buồn bã nói, nhiều hộ thần đạo phù giá trị liên thành như vậy xé đi như thế nhìn đau lòng quá. Diệp Vân thì tay nắm lại Hùng Hằng vùng vùng nói, nếu không có những đạo phù đó chống đỡ, thì hắn đã chết chắc rồi. Rồi cậu cười nham hiểm nói, để hắn dán thêm mấy cái, đợi khi dùng hết đạo phù rồi thì chính là lúc hắn phải chết. Gương mặt lão Ngụy Sông vẫn bình tĩnh, nhìn đối thủ trước mắt. Diệp Vân thấy vậy liền nhận xét, kỳ lạ, lão đầu này luôn bị áp chế mà vẫn bình tĩnh như thế. Thấy Diệp Vân có vẻ suy tư, Bàn Tử hỏi, Vân ca, sao thế? Diệp Vân vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ, nói, hơi không bình thường, Ngụy lão thật rõ ràng sắp thua, mà còn thản nhiên như thế, e là có bẫy. Rồi như nhận ra điều gì đó, Diệp Vân mở trừng mắt, có chút lo lắng, rồi quay người nói, khí tức của đạo phủ. Tiểu Bàn Tử ngạc nhiên hỏi, ở đâu? Diệp Vân nói tiếp, không đúng, là khí tức của đạo phủ trận, ở bên ngoài. Rồi cậu chạy vụt đi, vừa chạy vừa nói, đi, chúng ta đi kiểm tra xem. Tiểu Bàn Tử cũng vội vã chạy theo, Vân ca phải đợi để với. Mấy người họ chạy ra bên ngoài phủ, Diệp Vân ngó vào một ngách bên cạnh, nhìn thấy lá đào phù màu vàng đang phát sáng nói, quả nhiên là có. Rồi nhìn phía trên tường nói tiếp, đây cũng có. Diệp Vân quay người hỏi Bàn Tử, bên đệ có độ phụ không? Bàn Tử lập tức đáp, có. Ánh mắt Diệp Vân trở nên sắc lạnh, miệng lẩm nhẩm, đây là Thái Cực Tất Sát trận. Trong đầu Diệp Vân hiện hình ảnh trận pháp của lão Ngụy Sâm. Diệp Vân nhìn hai người đang chiến nhau trên không trung nói, chẳng trách hắn bị áp chế mà vẫn không lo lắng, chỗ mà Ngụy lão tặc đứng là sinh nhãn của Thái Cực Tất Sát trận. Lão tặc này thật xấu xa, muốn đợi ra ra vào sát nhãn rồi nhất cử phản kích. Ta còn lâu mới để ngươi được như ý nguyện. Bàn Tử nhảy cẫng lên, cổ vũ nói, Vân ca, nếu thế thì chúng ta mau phá trận pháp này đi. Diệp Vân mặt đầy ý xấu, xoay xoay ngón tay, bất lực nói, không không không. Người ta vất vả bố trí phù trận như thế, chúng ta không thể để người ta lãng phí công sức được. Người hiểu ý ta chứ? Bàn Tử hoang mang, không tin giơ hai bàn tay ra hỏi, dùng dạo phù trận của Ngụy Quốc Sư, đối phó với chính hắn, sao có thể làm được? Hắn ta là tam phẩm đạo sư đó. Hãy chú ý rằng, đạo sư từ dưới lên trên được chia làm 9 phẩm. Nhất nhị phẩm chỉ có thể luyện chế một vài đạo phù đơn giản. Tam phẩm trở nên mới có thể lợi dụng đạo phù, bố trí trận đạo phù trận. Bàn Tử nói tiếp, Ngụy Quốc Sư là tam phẩm đạo phù sư, duy nhất ở cả Lạc Anh đế quốc này. Muốn hóa giải, lợi dụng đạo phù trận của ông ta thì chỉ có đạo thù sư tứ phẩm trở lên mới làm được. Chúng ta sao có thể làm được? Diệp Vân nhếch mép cười, dưới chân Diệp Vân xuất hiện một đạo phù văn lớn. Bàn Tử kinh ngạc hét lên, Vân cá. Diệp Vân giơ ngón cái lên, ngay mắt cười nói, lát nữa là đệ sẽ biết. Bên trên không trung, hai người Chiến Vương và Ngụy Sâm đang chiến nhau căng thẳng. Chiến Vương đáng thì Ngụy Sâm né, cứ như vậy tiếp diễn. Ngụy Sâm nhìn Chiến Vương hùng hổ, trong lòng đắc ý, đợi người đi vào sát nhãn thì đó chính là lúc chết của ngươi. Thấy Ngụy Sâm tránh né mà không ra chiêu, Chiến Vương nghi hoặc hỏi, sao ngươi lại liên tiếp sử dụng hộ thân phù? Đột nhiên Ngụy Sâm đứng lại, vung quạt cười như đã hoàn thành ý nguyện, đã không cần thiết nữa rồi. Hắn ta đưa quạt ra trước mặt, cười đầy xấu xa nói, vì người sắt là người chết rồi. Hắn ta đưa tay kết ấn lại, xung quanh hắn có rất nhiều vòng tròn vàng lớn nhỏ khác nhau, đây chính là Thái Cực Tất Sát trận. Một nguồn ánh sáng vàng phi xuống bên cạnh chỗ Diệp Vân đang đứng, một phù văn được dính xuống đất. Cả ba người há mồm kinh ngạc trước cảnh tượng này. Cả Chiến Vương phủ bị bao phủ bởi ánh sáng vàng, trên không trung, một trận pháp được hình thành. Trận pháp được bao phủ với rất nhiều thanh kiếm, nó có thể rơi bất cứ khi nào. Ngụy Sâm giơ tay lên trời tích tụ năng lượng, rồi chỉ về hướng Chiến Vương, hắn ta hô lớn, đi chết đi. Theo hướng chỉ, những thanh kiếm trên không trung như tên bắn mà hướng về phía Chiến Vương. Khi thanh kiếm sắp chạm mặt Chiến Vương, đột ngột chúng rẽ hướng, quay lại tấn công người tạo ra chúng là Ngụy Sâm. Ngụy Sâm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, hoảng loạn hét lên, sao có thể như thế được? Không để hắn ta làm gì, thanh kiếm đã đâm vào người hắn, gây ra một vụ nổ chấn động hoàng thành. Khói bụi bay đi, hiện ra một Ngụy Sâm cả người tơi tả, máu me đầm đìa. Hắn tức giận đến run người, bóp chặt bàn tay nghĩ, có người giở trò với đạo phù, có người đã hoán đổi vị trí của sinh nhãn và sát nhãn. Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn ta, hắn quay đầu lại đằng sau, nhìn về người đang đứng ở sân, không tin tưởng nói, chẳng lẽ? Trong mắt Ngụy Sâm là hình ảnh Diệp Vân cười đầy sáng lạn, như đã biết trước tất cả.
hắn ta không tin tưởng nghĩ, lại là tiểu tử đó. Chiến Vương thu hết tất cả vào mắt, cười nói, thì ra là thế, người định dùng đạo phù trận ám toán ta. Kết quả là, lại bị tôn tử ta lợi dụng được lại. Chiến Vương giơ ngón cái với Diệp Vân, khen ngợi nói, tiểu tử khá lắm, không hổ là tôn tử của Diệp Chiến ta. Chiến Vương lúc này không sợ gì nữa, đưa tay ra sau dồn lực, nhìn thẳng về Ngụy Sâm nói, Ngụy lão nhi, chúng ta nên kết thúc rồi. Nói rồi, Chiến Vương bùng phát sức mạnh nội tại, đánh về phía Ngụy Sâm. Còn Ngụy Sâm thì hoảng sợ đến há mồm, chuẩn bị cho một cái chết đau đớn. Diệp Chiến Vương đang tính ra tay thì có tiếng nói cất lên ngăn cản, Diệp Chiến lão đệ, đừng vội động thủ. Chiến Vương nhận ra giọng nói này, ông chửi thề, tên thái giám chết tiệt. Còn Ngụy Sâm cũng nhận ra được đây là ai, ngầm xác nhận, Cao tổng quản. Quả đúng như hai người đoán, Cao Minh bước tới từ từ nói, chúng ta đều là thần tử một chiều, cũng được coi là người của mình, thế thì hà tất gì phải làm khó nhau chứ. Diệp Chiến nghe vậy thì sầm mặt cười, người của mình. Ông nhớ lại những chuyện xảy ra với Diệp gia trong quá khứ thì siết chặt tay chất vấn, lúc Vương Đại Long dung túng thủ hạ cướp sạch tiền tài trong Chiến Vương phủ, lúc ngầm cho phép con trai thứ hai ức hiếp Diệp gia trăm đường, lúc cưỡng ép làm mối, rước Diệp Tuyết đi, cùng không thấy người đứng ra. Người của mình, đã lúc nào các ngươi đã từng coi ta là người của mình chưa? Ánh mắt ông trở nên sắc bén khẳng định, không còn nói thêm nữa. Cả người ông tỏa ra linh lực đỏ thẫm, thân người thủ sẵn tư thế tấn công tuyên chiến, hôm nay chúng bắt buộc phải chết. Dứt lời, ông liền lấy đà phóng tới lão Ngụy Sâm. Ngay lúc Chiến Vương chuẩn bị đánh gần tới ông ta, Cao Minh liền dịch chuyển tới trước mặt hắn chặn lại. Ngụy Sâm có chút sửng sốt thốt lên, đại tổng quản, nắm đấm của mình bị chặn lại. Diệp Gia Gia không khỏi tức giận quát, Cao Minh, ngươi tránh ra cho ta. Nhưng Cao Minh không những không làm theo lời ông, gã ta còn nhếch mép cười mà siết chặt hơn. Phía dưới, Vương Đại Long hét lớn vọng lên, Cao đại ca, chỉ cần hôm nay huynh giúp ta tiêu diệt Diệp Chiến thì coi như Vương Đại Long ta nợ ngài một nhân tình, ngài có thể chọn lấy bất kỳ bảo bối nào trong đại tướng quân phủ bảo khố. Phía sau Cao Minh, Ngụy Sâm quốc sư cũng nói thêm, đại tổng quản, chỉ cần ngài giết được Diệp Chiến cũng coi như là Ngụy mỗ nợ ngài một nhân tình, ngày sau sẽ tặng đại tổng quản 10 tấm tam phẩm đạo phù. Những người này nói xong thì Cao Minh mới lên tiếng giao dịch, Chiến Vương, hay là bỏ qua chuyện hôm nay, coi như nể mặt tá gia ta, được không? Diệp Chiến Vương quả quyết đáp, không được. Cao Minh nghe vậy thì nhếch mép dò hỏi, ngươi không nể mặt tá gia ta sao? Diệp Gia Gia vặn vặn khuỷu tay mình, ông khinh thường nói, thật nực cười, nếu có người 5 lần 7 lượt ức hiếp con cháu ngươi, ngươi sẽ bỏ qua sao? Ồ đúng rồi, ngươi làm gì có con cháu, căn bản là không hiểu được. Nghe ông mỉa mai, Cao tổng quan không kìm được tức giận, nghiến răng quá, lão tạp mao, muốn chết. Không thèm vòng vo nhiều nữa, Diệp Chiến Vương bày ra tư thế thủ đánh, ông lớn giọng khiêu khích, đừng phí lời nữa, động thủ đi. Hai người Cao Minh cùng Diệp Chiến trực tiếp xông lên đối đầu. Thấy Diệp Gia Gia không nể mặt mình, Cao Minh có chút không tin được mà nói, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tá gia vốn còn muốn cho ngươi cơ hội sống, bây giờ xem ra ngươi không thể quan tài không đổ lệ. Ông ta đưa tay ra chặn lại cú đấm của Diệp Chiến Vương. Sức mạnh hai người dường như ngang nhau nên sau khi va chạm chiêu thức, cả hai đều bị lùi lại một khoảng, ở giữa chỗ hai người giao tranh là cột lửa lớn phát ra. Sau khi lùi ra, Cao Minh bỗng nở nụ cười đầy nguy hiểm. Cả người ông ta đột nhiên phát ra hắc khí. Diệp Vân ở dưới quan sát thì giật mình hô lên, Mạn Thiên ám hắc thủ. Bàn Tử đứng cạnh liền gãi đầu hỏi, đó là cái gì? Diệp Vân đáp, là công pháp huyền cấp. Bàn Tử nghe vậy thì đưa tay lên xoa cằm nghi ngờ đoán, trông có vẻ không mạnh bằng công thế của Chiến Vương. Diệp Vân liền giải thích cho cậu hiểu, ở Thương Khung Đại Lục, công pháp phẩm giai phân làm 4 giai, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mỗi giai lại chia thành 3 tầng đẳng cấp, Thượng, Trung, Hạ. Huyền giai công pháp này tuy uy lực hơi kém, nhưng cực kỳ âm độc. Cậu chỉ tay về phía khí đen kia nói tiếp, hắc khí đó không chỉ gây cản trở tầm nhìn đối phương, mà còn có tính ăn mòn cực mạnh. Bàn Tử nghe vậy thì quay ngoắt người lại hỏi lại, kinh khủng thế sao? Phía trên trận chiến, Cao Minh vẫn không ngừng tỏa ra hắc khí nhiều hơn. Chiến Vương liếc nhìn tình hình xung quanh không khỏi thắc mắc nghĩ thầm, chuyện này là sao, đột nhiên không nhìn thấy. Đột nhiên, Cao Minh vận khí bất ngờ bay về phía trước. Ông ta đánh một chưởng vào ngực của Diệp Gia Gia khiến ông phun ra ngụm máu. Phía dưới đất, Diệp Vân nhìn khối cầu đen ngòm trên trời, không khỏi lo lắng hét lên, Gia Gia. Diệp Vân đứng dưới đất nói vọng lên, Gia Gia, đừng sử dụng huyền khí hộ thể, tiến hành hấp thụ hắc khí đó. Chiến Vương nghe cháu mình nói vậy không khỏi ngạc nhiên, sao Vân Nhi lại biết nhiều như thế. Rồi ông cũng lập tức làm thử theo lời cậu nói, ông giang hai tay ra làm động tác theo chỉ dẫn của Diệp Vân. Hắc khí quả nhiên từ từ được ông hấp thụ, ông kinh ngạc nghĩ, có tác dụng thật. Cao Công Công thấy vậy rất bất ngờ, ông ta liếc nhìn về phía Diệp Vân nghiến răng nghĩ, tên tiểu tử Diệp Vân này lại có thể phá giải được Mạn Thiên ám hắc thủ của mình. Quan sát tình hình hiện tại lúc này, Diệp Vân lo lắng nghĩ thầm, không được, lượng hắc khí có thể hấp thu được bị hạn chế, phải tốc chiến tốc thắng, cường hóa công kích lực của Gia Gia. Cậu lại đưa tay lên lấy hơi hét lớn, Gia Gia, trước khi ra quyền, nén khí ở đan điền, từ nhanh thành chậm, sau đó tập trung hết huyền khí trong cơ thể vào chân phải. Cao Minh nghe cậu nói thì khinh thường, mèo mù vơ cá rán được một lần mà còn muốn có lần hai sao? Gia Gia Diệp Vân theo lời cậu, ông dồn khí vào chân trái của mình rồi hỏi, sau đó thì sao?
Diệp Vân đưa tay làm động tác chỉ dẫn, cậu trả lời, sau đó đá hắn. Diệp Chiến Vương ngay lập tức nói đồng ý. Ông dồn lực, phóng tới chỗ Cao Minh. Một cú đá dứt khoát được tung ra, đạp thẳng vào người của hắn, Cao Minh bị đánh bất ngờ không kịp tránh né. Cú đá này khiến cho vị cao công công này bị thương, ông ta phun ra một ngụm máu lớn. Ngay sau đó thì bị đánh bật xuống mặt đất, gây ra một tiếng nổ lớn, khói bụi theo đó mà tản ra mù mịt. Diệp Chiến cũng nhanh chóng đáp xuống mặt đất, đối diện với Cao Minh. Cả người ông bừng bừng lửa giận, từ trên cao nhìn xuống chỗ Cao Minh đang chưa thể ngồi dậy. Ông dồn khí lực vào hai tay, con ngươi lóe sáng gằn giọng nói, chịu chết đi. Rồi ông liên tiếp đấm vào người Cao Minh, vô số cú đấm tung ra, đánh đến nỗi Cao Minh không thể chống trả. Cao Minh chịu đựng đau đớn nhưng nhất quyết không chịu thua, cố gắng thốt lên, dừng tay, lão tạp mao. Chính lúc này, một người toàn thân hoàng bảo bước tới kèm theo tiếng thông báo, hoàng thượng giá đáo. Đây chính là Thanh Minh hoàng đế của Lạc Anh đế quốc, cả thân người toát lên khí thế uy nghiêm của một bậc quân vương. Thanh Minh hoàng đế lên tiếng hỏi, "Trung Ái Khanh, chuyện này là sao?" Cả ba người Cao Minh, Vương Đại Long, Ngụy Sâm nghe tiếng hoàng đế thì đồng loạt hô lên, "Hoàng thượng." Bọn họ nhanh chóng dập đầu hành lễ, "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thấy Diệp Chiến Vương vẫn đứng yên không quỳ, Cao Minh lên tiếng trách mắng, "Diệp Chiến, thấy hoàng thượng còn không mau quỳ xuống." Thanh Minh hoàng đế lên tiếng cắt lời, "Bỏ đi, không sao, Chiến Vương vừa mới về nhà, hành lễ thì miễn đi." Rồi người tiếp tục bày tỏ, "Chiến Vương, ngươi có thể sống quay về, trẫm rất vui." Nghe vậy, Diệp Chiến cau mày đáp, "Nhưng sau khi lão thần quay về, lại không vui chút nào cả." Hoàng thượng liền hỏi, "Tại sao?" Chiến Vương liếc đám người Cao Minh kia nói kháy, "Thần không ngờ rằng, mấy tên tôm tép nhãi nhép này đang dám cưỡi lên đầy Chiến Vương phủ, phong uế rồi." Thanh Minh hoàng đế thấy vậy thì nghiêm mặt giải thích, "Ngươi đi 10 năm không về, khiến tử tôn của mình bị sỉ nhục, chuyện này nói ra thì trẫm cũng có trách nhiệm, là trẫm không giúp ngươi bảo vệ Chiến Vương phủ." Chứng kiến cuộc hội thoại nãy giờ, Vương Đại Long thầm nghiến răng nghĩ, lão điên cuồng vọng. Hoàng đế tay cầm một vật gì đó màu hoàng kim, lên tiếng có ý muốn hòa giải, nhưng người xưa có câu rất hay, tha được thì tha, hay là bỏ qua chuyện này đi, nể mặt trẫm vậy. Nhìn thứ hoàng thượng cầm, Chiến Vương nhanh chóng nhận ra đó là tông môn ngọc bài. Có lẽ đây là thứ gì đó có quyền lực lớn, Diệp Chiến Vương liền chắp tay thỏa hiệp, "Vâng, hoàng thượng." Tuy vậy, Chiến Vương vẫn có vẻ không cam tâm, ông nghiến răng nói, "Nhưng hoàng thượng." Rồi ông chỉ về phía Vương Đại Long lớn tiếng hỏi, "Lão thần có chuyện không hiểu, lão cẩu không trọng dụng như Vương Đại Long thì có gì đáng để bệ hạ bảo vệ như thế?" Nghe vậy, Thanh Minh hoàng thượng liền hỏi lại, "Không biết Chiến Vương có biết Vương tướng quân có một đứa con trai tên là Vương Đạo hay không?" Cũng không đợi Diệp Chiến trả lời, người đưa tay lên bắt đầu giải thích, "Vương Đạo giác tỉnh lục sắc thiên phú, được thu nhận vào ám hắc môn, vì thể chất đặc biệt nên địa vị trong ám hắc môn tăng cao nhanh chóng, trước đây không lâu vừa tấn thăng lên hạch tâm đệ tử của hắc ám các môn, tiền đồ không giới hạn." Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Diệp Chiến Vương, ông lẩm bẩm nhắc lại ba chữ, "Ám các môn." Bàn tử đưa tay lên ghé vào người Diệp Vân thì thầm, "Đó là ngọc bội của tông môn đó, nghe nói chỉ cần ngọc bội bị bóp vỡ thì tông môn sẽ phát giác ra, sau đó phải người tới, đến cả Chiến Vương cũng không thể không cúi đầu." Nghe vậy, Diệp Vân liền khoanh tay trước ngực, cậu nhỏ giọng nói lại, "Đó là đương nhiên, ở Lạc Anh đế quốc, đáng sợ nhất là có siêu đại tông môn chống lưng, ám hắc môn này giống như tông môn đều thuộc danh sách Nam vực bát đại tông môn." Về phía Chiến Vương, sau khi nghe hoàng thượng nói, ông thở dài im lặng không nói tiếp. Trong lòng ông không cam tâm mà nhắm mặt lại, siết chặt hai tay tự giễu, trong mắt Thanh Minh hoàng đế, ta nam chinh bắc chiến mấy chục năm, cũng không bằng một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Vương Đại Long một bên nghe vậy thì tự mãn cười lớn huênh hoang, "Vương Đại Long ta có một đứa con trai tốt, một đứa con sau này đã được trời định sẵn sẽ trở thành rồng, còn Diệp Chiến, ngươi có gì? Chỉ có một tên phế vật lớn và một thằng oát phế vật mà thôi." Ông ta lộ ra một nụ cười đầy khinh bỉ, chỉ tay về phía Chiến Vương mỉa mai, "Diệp gia các ngươi chẳng có ai được cả." Nghe ông ta nói, lửa giận trong người Diệp Chiến Vương lại bùng lên, ông nghiến răng, đưa lên nắm đấm hét, "Ngươi!" Vương Đại Long vẫn chưa chịu dừng lại, ông ta lớn giọng thách thức, "3 tháng sau, đế quốc đại tỷ, đạo nhi của ta sẽ quay về tham gia thi đấu, còn Diệp gia các ngươi, có người có thể tham gia sao? Có sao?" Diệp Vân bấy giờ mới lên tiếng, "Có chứ." Cậu hiên ngang bước đi về phía trước cười khẳng định, "Ta sẽ tham gia." Thanh Minh hoàng đế cũng Diệp Chiến Vương nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Vương Đại Long khinh thường hỏi, "Chỉ dựa vào ngươi?" Diệp Vân cũng nhanh chóng đáp, "Đúng, ta." Cậu dùng sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, "Ta khuyên ngươi đừng có cười quá sớm, ngươi nên về cầu phúc, để con trai lớn của ngươi đừng có gặp ta trong đế quốc đại tỷ. Nếu không, ta không đảm bảo được liệu hắn có đi vào vết xe đổ của đứa con trai thứ của ngươi không đâu." Giống như nghe một câu chuyện cười, Vương Đại Long cười lớn mỉa mai, "Đừng có cho rằng có được một môn kiếm pháp có chút thần kỳ thì thiên hạ vô địch, về mặt thực lực tuyệt đối thì bấy nhiêu đó chẳng là gì cả." Đến đây, Diệp Vân liền nhếch mép cười thách thức, "Ồ thế sao, hy vọng 3 tháng sau, ngươi vẫn còn có thể cười tự tin như thế trên chiến đài." Vương Đại Long dường như rất tự hào về con trai cả của mình, ông ta nhanh chóng đồng ý chỉ vào người Diệp Vân buông lời khiêu chiến, "Được, hôm nay vừa hay có các đại nhân vật tề tựu, còn có cả thánh thượng, không biết tiểu tử ngươi có dám cược với ta hay không, 3 tháng sau, đế quốc đại tỷ, nếu ngươi hoặc đạo nhi không tham gia,
thì người đó sẽ mặc đối phương xử trí, ngươi có dám không? Diệp Vân đưa tay lên đập vỗ ngực, nghiêng đầu đáp, có gì không dám chứ? Thanh Minh Hoàng đế lúc này lên tiếng xác nhận, nếu các vị ái khanh đã bàn xong rồi, thì trẫm sẽ chờ đợi đế quốc đại tỷ 3 tháng sau, khởi giá hồi cung. Diệp Vân lướt qua người của Vương Đại Long, không hề khách khí nói, đi về thong thả. Vương Đại Long trước khi rời đi còn nhắc lại, mối thù của Vương Bá sẽ không dễ dàng bỏ qua thế đâu, ở lôi đài của đế quốc đại tỷ sẽ chính là ngày chết của ngươi, ngươi cứ đợi đó. Cứ như vậy, những người kia lần lượt ra về, Diệp Vô Nha lúc này mới xuất hiện, ông đưa tay lên lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Diệp Tiếp vì cha đột ngột lên tiếng mà giật mình hô lên, á, cha, người đứng canh con từ bao giờ thế? Diệp Vân lại không suy nghĩ giống cha mình, cậu quay người nhận định, không, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chiến Vương lúc này ho lên một tiếng điều chỉnh giọng nói, e hèm. Ông cúi người ghé sát Diệp Vân hỏi, Vân Nhi à, 3 tháng sau là đế quốc đại tỷ, cháu có đối sách gì chưa? Diệp Vân thấy ông dò hỏi như vậy có chút hoang mang nhưng vẫn đáp, có. Chiến Vương có vẻ không tin, ông dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cháu mình hỏi lại, thế sao? Chiến Vương cùng Diệp Vô Nha cùng nhau đặt tay lên vai của Diệp Vân, Diệp Chiến nói, ta tin cháu trai của ta. Hai mắt ông rực lửa, nắm tay đưa lên cổ vũ Diệp Vân, cháu trai, cháu hãy cố lên, ra ra tin cháu. Diệp Vân cũng thể hiện sự quyết tâm của mình, cậu khẳng định, hai người yên tâm, nhất định cháu sẽ làm được. Vừa dứt lời, cậu đã thấy ra ra quàng vai cha mình bước vào trong phủ, ông quay lưng lại vẫy tay lên nói, thế cháu tự nghĩ cách trước đi, ta và cha con hàn huyên chuyện nhà đã. Trên sân chỉ còn lại ba người Diệp Vân, Diệp Tuyết cùng Bàn Tử, bầu không khí có vẻ im lặng. Diệp Vân nhìn Diệp Tuyết một hồi, cậu nhăn mày nghĩ, căn bản là không nhìn thấu được thể chất của Tuyết Nhi, thật kỳ lạ. Thấy ca ca cứ nhìn chằm chằm vào mình, Tuyết Nhi ngượng ngùng lên tiếng, Vân ca ca, huynh đừng nhìn chằm chằm người ta như thế chứ, trên mặt người ta cũng đâu có hoa. Diệp Vân nghe vậy thì đưa tay lên nâng cằm Tuyết Nhi khen, khuôn mặt của Tuyết Nhi nhà ta còn đẹp hơn cả hoa. Bị trêu chọc, Tuyết Nhi xấu hổ chạy đi, cô đỏ mặt nói, ây da, không còn sớm nữa, muội đi nấu cơm cho mọi người đây. Bàn Tử lúc này cũng gãi đầu lên tiếng, Vân ca, cũng muộn rồi, đệ cũng nên về nhà rồi. Thấy vậy, Diệp Vân liền khách sáo mời, dù sao thì cũng đến giờ ăn cơm rồi, ở lại cùng ăn bữa cơm đi. Bàn Tử được cậu mời liền cười gian xảo, miệng đầm đìa nước miếng trả lời, chỉ đợi mỗi câu này của Vân ca thôi, đệ đã từng được thưởng thức tài nấu ăn của Tuyết Nhi, phải nói là tuyệt vời. Diệp Vân nhìn bộ dạng thèm thuồng của Bàn Tử thì không khỏi cạn lời. Lúc sau anh xòe tay hướng về Bàn Tử đề nghị, còn lúc nữa mới được ăn cơm, đệ đưa tay cho ta xem đã. Bàn Tử không hiểu cậu muốn làm gì liền hỏi, Vân ca, huynh làm gì thế? Diệp Vân cầm tay Bàn Tử bắt đầu kiểm tra tư chất tu luyện của cậu. Sau khi nhìn đan điền của Bàn Tử, Diệp Vân nghĩ thầm, thì ra là thế. Bàn Tử thấy sắc mặt cậu nhìn có vẻ nghiêm trọng, cậu hoang mang hỏi, Vân ca, có phải là đệ bị làm sao rồi không? Diệp Vân nở nụ cười, cậu chắp tay sau lưng hỏi, Bàn Tử, đệ muốn tu luyện không? Nghe vậy, Bàn Tử siết chặt hai tay đưa lên đáp, tu luyện, đệ nằm mơ cũng muốn tu luyện. Cậu nhớ đến quá khứ bị khinh miệt, xua đuổi của mình, cậu buồn rầu kể lại, tiếc là ông trời trêu ngươi, đệ sinh ra đã không thể tu luyện. Chính là đứa con mà ông trời bỏ rơi, sau khi đệ kiểm tra ở linh thạch và biết mình không thể tu luyện, thậm chí đã từng muốn tự tử. Nghe Bàn Tử kể lại quá khứ như vậy, Diệp Vân đặt tay lên ngực mình hỏi, đệ có tin ta không? Bàn Tử lập tức trả lời chắc chắn, đương nhiên tin rồi. Diệp Vân nhìn thái độ của cậu thì hài lòng, cậu khẳng định, thế thì ta nói là đệ có thể tu luyện. Bàn Tử nhìn Diệp Vân cảm động chảy cả nước mắt nước mũi hỏi lại, Vân ca, huynh nói sao, huynh có thể nói lại lần nữa được không? Diệp Vân nãy giờ nói lại quá nhiều, bây giờ nghe cậu yêu cầu như thế thì tức giận hét lên, ta nói là đệ có thể tu luyện. Rồi cậu đưa tay lên cằm bắt đầu phân tích, trên thương khung đại lục, mỗi người khi đến 5 tuổi đều phải tham gia linh thạch trắc nghiệm, linh thạch đổi màu tức có thiên phú, đẳng cấp được chia làm xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam tử. Diệp Vân quay sang giải thích với Bàn Tử, trước đây đệ không thể làm linh thạch đổi màu, chủ yếu là vì kinh mạch tắc nghẽn, nếu mỗi ngày trải qua băng hỏa lương trùng thiên thì có thể đả thông kinh mạch tắc nghẽn. Bàn Tử vui mừng hỏi lại một lần nữa, thế cũng có nghĩa là chỉ cần đệ trải qua băng hỏa thiên lương trùng thiên thì có thể tu luyện rồi phải không? Diệp Vân nhìn cậu phấn khích như vậy, tay anh bất giác đưa lên gãi một bên má, ngập ngừng nói, nhưng băng hỏa lương trùng thiên là quá trình vô cùng đau khổ. 3 tháng sau này, ngày nào đệ cũng phải ngâm mình trong hàn đàm toái băng 2 canh giờ, sau đó hơ người cạnh hỏa lô lúc vượng nhất, đệ có thể kiên trì được chứ? Bàn Tử siết chặt tay quyết tâm nói, chỉ cần có thể tu luyện thì bắt đệ làm gì cũng được. Diệp Vân thấy vậy thì đập tay lên vai cậu hô, được. Sau cuộc trò chuyện, Diệp Vân trở về phòng bắt đầu tu luyện. Cậu nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên giường, hai tay ngưng tụ linh lực, hấp thụ linh khí. Sau một lúc, Diệp Vân mở mắt, cậu nhìn hai tay mình nghĩ, thể chất của cỗ thân thế này, trông thì như củi khô nhưng cũng có chỗ đặc biệt, vừa hay phù hợp để luyện công pháp của Bách Luyện Thành Đế, biến bản thân mình thành một thần khí rắn chắc vô địch, cuối cùng trở thành chí cao đế thân. Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Tuyết Nhi, Vân ca ca, ăn cơm thôi. Diệp Vân nghe gọi liền trả lời, ta tới ngay đây. Nhìn bàn ăn đầy những món ăn hấp dẫn, Diệp Vân không khỏi cảm thán, thơm quá đi. Anh ngồi xuống ăn như hổ đói bị bỏ đói mấy năm,
chén bát nhanh chóng được xếp thành chồng cao. Tuyết Nhi nhìn vậy thì không nhịn được bật cười. Diệp Vân hai má phồng lên vì thức ăn, vừa nhai cơm vừa nghĩ, đúng rồi, vấn đề của ta và bàn tử coi như giải quyết xong rồi. Nhưng việc tu phục lại đan điền của phụ thân rắc rối hơn nhiều, đặc biệt là một dược liệu tên là Bách Đoán Thảo, vô cùng hiếm gặp. Thấy cậu im lặng, Diệp Vô Nha đột nhiên lên tiếng hỏi, Vân Nhi, nghĩ gì thế? Diệp Vân liền đáp, không có gì, cha, ra ra, lát nữa con muốn ra ngoài một chuyến, mua chút đồ. Tuyết Nhi nghe vậy thì nói, Vân ca ca, muội muốn đi cùng huynh. Diệp Vân búng tay đồng ý, được, Tuyết Nhi nói muốn đi thì cùng nhau đi. Trước khi hai người rời đi, Diệp Chiến Vương gọi lại, ông lấy ra một chiếc nhẫn xanh lam nói, này ra ra cho hai đứa nhẫn không gian, bên trong có tiền, muốn mua gì thì mua đó. Diệp Vân thích thú cầm nhẫn không gian lên ngắm, cả Tuyết Nhi cùng cậu đồng thanh, đa tạ ra ra. Buổi chiều hôm đó, hai huynh muội Diệp Vân cùng đi đến đường phố Lạc Anh Đế Quốc. Trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, hai người sánh bước đi giữa dòng người. Một lúc sau, tại tụ bảo các, Diệp Vân nhìn bảng hiệu thì xác nhận, tới rồi, chính là nơi này. Trên bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trắng, phía dưới tụ bảo các hiện lên thật xa hoa, tráng lệ. Hai người giữ cửa, một to lớn một nhỏ con nhưng cả hai đều hiện lên bộ mặt khinh thường ngăn cản. Người to lớn bĩu môi hỏi, đứng lại, làm gì đó? Người nhỏ con răng thỏ mỉa mai, trẻ con, không có chuyện gì thì về nhà chơi, đây không phải là nơi mấy đứa có thể đến. Diệp Vân thấy thái độ hai người kia như vậy thì cau mày nói, ta muốn vào mua chút đồ. Tên to con nghe Diệp Vân nói thì nhếch mép cười nói, còn không mau cút đi, tụ bảo các không phải là nơi loại người như các ngươi có thể vào được đâu. Tên nhỏ con còn chỉ thẳng mặt Diệp Vân mỉa mai, bần dân đệ tử không có tư cách vào tụ bảo các ngươi vẫn nên cút càng xa càng tốt thì hơn. Hắn vừa nói xong, Diệp Vân liền tiến tới tát thẳng vào mặt hắn, khiến hắn lệch mặt sang một bên. Tên nhỏ con ăn đánh thì ôm mặt, hắn nghiến răng chửi, to gan, ngươi dám. Đột nhiên, hắn chú ý trên tay Diệp Vân có một chiếc nhẫn ngọc. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra, đây là nhẫn không gian. Khoảnh khắc này, hắn ta đột nhiên thay đổi thái độ mà niềm nở nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mời người vào trong. Tên cao to dường như cũng phát hiện ra, hắn tự lấy tay tát mạnh vào mặt bản thân hối lỗi, tiểu nhân mắt chó không biết nhìn người, tiểu nhân không ra gì. Diệp Vân cũng không để ý tới hai người này nữa, cậu kéo tay Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, chúng ta đi. Đột nhiên, đằng sau có người bước tới, hắn nhếch mép cười, giọng điệu đầy coi thường nói, Ây dô, ta lại tưởng là ai mà lại vênh cao thế, thì ra là tên phế vật của Chiến Vương phủ. Hắn ta còn ngửa mặt cười lớn nói tiếp, tên ngốc hổ tu 10 năm vẫn dừng lại ở nhân giai nhị tầng. Nghe giọng điệu này, Diệp Vân quay đầu lại nhìn. Người vừa nói chính là Hách Anh Tuấn, con trai thủ phú Lạc Anh Đế Quốc, theo sau hắn ta còn có hai tên bảo tiêu trông thật lực lưỡng. Diệp Vân nhìn Hách Anh Tuấn cười nham hiểm nghĩ, tên ngu ngốc, dâng tiền đến rồi. Hách Anh Tuấn trỏ tay vào Diệp Vân, mặt đầy hách dịch nói, tụ bảo các không phải là nơi mà tên phế vật như ngươi có thể đi vào, lập tức cút cho ta. Diệp Vân vẫn vẻ mặt lạnh lùng, anh thầm nghĩ, nhân giai ba tầng. Diệp Vân và Diệp Tuyết không thèm để ý đến tên Hách Anh Tuấn, hiên ngang bước tiếp vào tụ bảo các. Vừa đi Diệp Vân vừa giơ ngón tay trỏ lên tỏ vẻ khinh bỉ, tên Hách Anh Tuấn hầm hầm tức tối, bơ ta ư? Rồi hắn ta quát lớn, đứng lại cho ta. Diệp Vân và Diệp Tuyết quay người lại nhìn, rồi ba người cùng bước vào tụ bảo các. Mấy tên thanh niên trong quán thấy vậy súng lại bàn tán, nói xấu, tên áo xanh vẻ mặt coi thường nói, tên Diệp Vân này đúng là rảnh rỗi kiếm chuyện, một phế vật mà lại dám đắc tội với anh Tuấn đại thiếu gia, đúng là lấy trứng chọi đá. Tên áo nâu chống tay vào hông nói, thiếu gia đã đến nhân giai bát tầng rồi, ngược một tên nhân giai nhị tầng chẳng phải là giống như ngược một con chó hay sao? Hách Anh Tuấn nghe thấy mấy lời này, mừng thầm trong lòng, mọi người đều đang khen mình sao? Ba cô gái liễu yếu đào tơ rón rén bước ra, Hách Anh Tuấn sướng reo trong lòng, nhiều mỹ nữ đứng nhìn quá, cơ hội đây rồi, có cơ hội thể hiện rồi. Hách Anh Tuấn mồm ngoác rộng đến mang tai, tự tin nói lớn, tên phế vật ngươi không cần thể diện ư? Nói xong hắn ta bước đi loạn choạng lao người về Diệp Vân, rồi theo quán tính ngã nhào ra đất. Diệp Vân nhếch mép cười khinh bỉ nói, Hách công tử uống say rồi sao, cẩn thận, đừng để bị ngã. Diệp Vân chõi chân ra ngáng bước của Hách Anh Tuấn. Tên Diệp Anh Tuấn vấp vào chân Diệp Vân ngã nhào ra, mặt cắm xuống đất phát ra một âm thanh hết sức đau đớn. Diệp Vân cất tiếng chế nhạo, ta nói này, Hách công tử, sao người lại bất cẩn như thế chứ, nhìn xem, ngã thật rồi kìa. Tên Hách Anh Tuấn bất lực không nói nên câu, ngươi, tên khốn. Diệp Vân tỏ vẻ cao thượng, xòe tay ra rồi nói, mau, ta dìu người đứng dậy. Hách Anh Tuấn ngồi dưới đất, khắp người ê ẩm, nhăn nhó mặt mày, cua cua tay rồi nói, ngươi đừng có qua đây. Diệp Tuyết thấy vậy, nắm chặt hai tay về trước ngực, trong lòng cảm thán, sao Vân ca ca lại trở nên túc trí đa mưu, anh minh thần võ như thế, thật lợi hại. Hách Anh Tuấn tự mình đứng dậy rồi chỉ tay vào Diệp Vân, tay ôm mặt, to mồm nói, ngươi cứ đợi đó cho ta. Rồi hắn hạ lệnh cho thuộc hạ, chúng ta đi, đáp thuộc hạ tuân lệnh đáp, đó. Diệp Vân nhìn Hách Anh Tuấn bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lạnh lùng nói, Hách huynh đệ, đi gấp thế làm gì chứ? Hách Anh Tuấn quay mặt lại nhìn, giận dữ gầm gừ nói, sao, không đi thì đứng đợi ăn cơm chắc. Diệp Vân đứng khoanh hai tay nói, ta muốn đánh cược một ván với Hách huynh đệ. Hách Anh Tuấn nghe vậy, vẻ mặt đầy hứng thú, chống tay vào hông nói, ngươi,
ngươi thì có gì để đánh cuộc với ta chứ? Diệp Vân liền giơ ngón trỏ lên. Hách Anh Tuấn đưa tay lên ngoái mũi, miệng nói, 100 lượng ư? Diệp Vân dõng dạc nói lớn, 1 vạn lượng vàng. Đám người trong quán nghe vậy, ai cũng trầm trồ kinh ngạc. Tên áo xanh nói, 1 vạn lượng ư? Tên Diệp Vân này đang nghĩ gì thế? Tên áo cam tiếp lời, hắn nghèo đến phát điên rồi sao? Tên áo trắng đứng cạnh cũng nói, một người đang yên đang lành, sao lại nói ngốc là ngốc ngay được nhỉ? Hách Anh Tuấn rất bình tĩnh, hắn búng rỉ mũi ra xa rồi nói, ồ, nói đi, ngươi muốn cược thế nào? Hách Anh Tuấn xòe quạt ra, tỏ vẻ coi thường nói, nhưng mà 1 vạn lượng vàng, e là cho dù bán chiến vương phủ tối tân của các ngươi đi cũng không đủ đâu nhỉ? Diệp Vân khoanh tay lạnh lùng đáp, đúng thế, nếu là trước đây thì đúng là như thế thật, nhưng bây giờ Gia Gia đã quay về rồi. Hách Tuấn nhăn mặt tức tối nói, sao có thể như thế được? Chợt một tên thuộc hạ ghé vào tai hắn thì thầm to nhỏ, Hách đại thiếu gia, vừa rồi chúng thuộc hạ đã nghe ngóng rồi, là thật đó, vừa mới sáng hôm nay, tên họ Hách nghe xong lòng thầm nghĩ, Diệp Chiến lại chưa chết ư? Diệp Vân chỉ tay vào Hách Anh Tuấn rồi nói, thế đi, nếu ta thua thì ta không chỉ mất 1 vạn lượng vàng mà còn cởi hết quần áo chạy 3 vòng quanh hoàng thành. Hách Anh Tuấn nghe hỏi tiếp, cược gì? Rồi hắn ta cười nhếch mép, lòng thầm nghĩ, vừa rồi ngươi làm ta mất hết mặt mũi, lần này ta nhất định sẽ bắt người phải trả giá. Diệp tự tin nói, cược xem trong hoàng thành khiêu chiến trại, 10 ngày sau liệu ta có thể thông qua đẳng thứ 3 hay không. Nghe vậy đám thanh niên trong quán cười lớn rồi nói, Diệp Vân, ngươi điên rồi sao? Một tên áo nâu trong số đó lớn tiếng nói về hình thức cuộc thi hoàng thành khiêu chiến trại, mỗi năm diễn ra một lần, tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Tuyển thủ tham gia bắt buộc phải trên 25 tuổi, nhất đẳng, đối chiến với 3 huyền giải bát tầng cùng lúc, nhị đẳng, đấu với 3 huyền giải tam tầng cùng lúc, tam đẳng, đấu với 3 nhân giải bát tầng cùng lúc, hình thức thi đấu là đấu trên lôi đài, một đấu 3 đó. Hách Anh Tuấn cười thầm hỏi, Diệp Vân, ngươi muốn đấu với 3 lực sĩ nhân giải bát tầng cùng lúc trên lôi đài sao? Hách Anh Tuấn lớn tiếng gọi, ông chủ, mang giấy bút qua đây, ta cần giấy trắng mực đen làm chứng. Ông chủ đứng cạnh khú núp chưa hiểu chuyện gì ấp úng nói, chuyện này. Diệp Tuyết vẻ mặt đầy lo lắng cho Diệp Vân. Chủ quán mang giấy bút mực bày sẵn lên bàn nói, Hách thiếu gia, mời người. Đám người đằng sau xì xào bàn tán không ngớt, dám cá cược thật sao, có thật không thế, viết thật kìa. Hách Anh Tuấn đặt bút lên giấy viết, giấy cược. Diệp Vân khoanh tay đầy tự tin đứng nhìn. Rồi anh thầm nghĩ, 10 ngày sau là có thể kiếm được một món lớn, thật vui quá đi. Diệp Tuyết ngước nhìn Diệp Vân với ánh mắt đầy tự hào, ngầm cổ vũ cho anh, Diệp Vân ca ca nhất định có thể thắng. Sau khi Hách Anh Tuấn viết xong tờ giấy cược, Diệp Vân bước đấy điểm chỉ vân tay. Vậy là giấy trắng mực đen đã rõ ràng, Hách Tuấn ung dung vui sướng cầm tờ giấy cược đi về miệng không ngừng cười rồi nói, Diệp Vân, ta đợi lấy được vàng của ngươi đó. Diệp Vân đáp, đúng là tán tài đồng tử. Rồi anh quay sang nhìn chủ quán hỏi, đúng rồi ông chủ, không biết chỗ của ông có U Minh Hàn Thạch không? Chủ quán kính cẩn đáp, hồi bẩm Diệp công tử, chúng tôi quả thực là có một viên. Rồi chủ quán sai thuộc sai, đi, mang đồ ra đây cho ta. Một lát sau, tên thuộc hạ mang ra một chiếc hộp đã bị niêm phong rồi nói, dạ ông chủ, đây ạ. Rồi hắn ta mở chiếc hộp ra cho Diệp Vân nhìn. Khi nhìn thấy món đồ trong hộp, ánh mắt Diệp Vân sáng lên trong lòng thầm nghĩ, đây là nguyên liệu thượng đẳng đó. Anh cầm U Minh Hàn Thạch trên tay rồi hỏi tiếp, ông chủ, báo giá đi. Chủ quán ngập ngừng, đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Vân và Diệp Tuyết đứng nhìn chằm chằm vào ông chủ. Rồi đột nhiên ông ta giơ tay số 1 lên và nói lớn, 100 lượng. Diệp Vân tỏ vẻ mặt không thể tin được, anh thầm nghĩ, trời đất ơi, một viên U Minh Hàn Thiết lớn như thế lại chỉ cần 100 lượng ư, quá tùy tiện rồi. Rồi anh nói với chủ quán, ừm. Chủ quán có vẻ băn khoăn nói tiếp, thực ra thì. Rồi ông ẹ hèm một tiếng định nói tiếp thì Diệp Vân ngay lập tức chốt điều nói lớn, thành giao. Nói xong anh và Diệp Tuyết lên xe ngựa long mã để trở về. Đang định đi thì chợt trên đường xuất hiện một chiếc kiệu rát vàng lấp lánh kêu xa có hình cửu phượng hoàng. Diệp Tuyết thầm nghĩ, là cửu công chúa tới. Cửu công chúa nhẹ nhàng thong thả bước xuống kiệu rồi đi vào tụ bảo các. Chủ quán để đứng cửa nghênh đón, ây ra, là cửu công chúa tới tụ bảo các của thần thật đúng là vinh hạnh. Cửu công chúa bước vào quán, vẻ mặt lạnh lùng nói, ta cần mua 5 cân cố nguyên thảo. Chủ quán kinh ngạc hỏi lại, cố nguyên thảo ư? Rồi ông ta thầm nghĩ, cố nguyên thảo ư, một cây 100 lượng vàng, nếu là 5 cân thì ít nhất phải cần vạn lượng hoàng kim. Chủ quán cất lời hỏi tiếp, dám hỏi cửu công chúa cần luyện chế thành cố nguyên đan sao? Cửu công chúa đáp, đúng thế. Chủ quán mặt căng thẳng nói tiếp, lão xin to gan nói một câu, cố nguyên đan tuy có thể giúp ổn định tu vi, nhưng điều kiện là tu vi của người này phải đạt được đến huyền giai thất tầng hoặc trên đó, với thực lực huyền giai ngũ tầng của cửu công chúa thì không thể dùng cố nguyên đan được đâu. Nếu không, e là... Cửu công chúa quay người lại nhìn, tự tin đáp, huyền giai ngũ tầng ư, đó là thực lực 2 tháng trước của ta, mấy ngày trước ta đã đạt đến huyền giai thất tầng rồi. Đám thanh niên đứng le ve nghe xong mấy ai nấy cũng đều trố tròn, há hốc miệng nói, 2 tháng, từ huyền ngũ lên huyền thất, thiên phú này quá đỉnh đi. Diệp Tuyết vội vàng kéo tay giục Diệp Vân, Vân ca ca, chúng ta về nhà đi. Diệp Vân đáp, vẫn chưa mua kiếm, tại sao phải về chứ? Lúc này, cửu công chúa lạnh lùng kêu xa bước lại gần chỗ Diệp Vân, cô đứng trước mặt hai anh em Diệp Vân rồi cô cất tiếng nói, Diệp Vân ư, nghe nói ra ra ngươi về rồi ư, hơn nữa ngươi còn có một kiếm pháp rất tuyệt.
Diệp Vân cười mỉm tự hào đáp, đúng. Cửu công chúa cho tay lên vuốt cằm rồi buông lời coi thường Diệp Vân, nhưng cũng có tác dụng gì chứ, ở Thương Khung đại lục, thiên phú quyết định tất cả, ngươi giác tỉnh ra xích sắc thiên phú, cả đời này của ngươi đã được định sẵn là tầm thường rồi. Diệp Vân bình tĩnh hỏi, vì thế, ngươi muốn gì? Cửu công chúa đáp, vì thế, chúng ta hãy giải trừ hôn ước đi. Nói rồi cô rút từ trong ống tay áo ra một hưu thư rồi nói, hôm nay ta ra ngoài vốn là để đến chiến vương phủ các ngươi. Cửu công chúa đưa hưu thư cho Diệp Vân rồi nói tiếp, nếu hôm nay vừa hay gặp được ngươi ở đây, thì ngươi cầm lấy hưu thư là được. Diệp Tuyết tức tối đứng sau lưng Diệp Vân nói, ngươi, rồi cô định xông lên chửi tiếp thì bị Diệp Vân cản lại, ta không sao. Trọng Tự Bảo Các vang vọng tiếng cười nói của mọi người. Mấy người vây quanh lại chỗ Diệp Vân và cửu công chúa xì xào, bàn tán, từ xưa đều là nam nhân viết hưu thư. Tên Diệp Vân này đúng là mất hết mặt mũi rồi, đây chắc chắn là lần đầu tiên xảy ra chuyện này ở Thương Khung đại lục, nói rồi bọn họ cười lớn hả hê. Diệp Vân cần hưu thư trên tay, cửu công chúa nói, thế là đúng rồi, bây giờ chiến vương đã quay về, sau khi hai ta giải trừ hôn ước, ngươi có thể tùy ý đến tìm bất kỳ thiên kim tiên tử nào trong hoàng thành cũng được, yên ổn sống cả đời cũng không tồi. Trước bao ánh nhìn coi khinh của mọi người, anh lạnh lùng thẳng thừng xé rách hưu thư. Cửu công chúa hoảng hốt hét lớn, ngươi, ngươi thật to gan. Diệp Vân dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cửu công chúa rồi đáp, không sai, ta từ nhỏ đã rất to gan rồi. Cửu công chúa tức tối nói, Diệp Vân, đừng tưởng ra ngươi quay về thì ngươi có thể làm càn, hôn ước này tuyệt đối không thể tính là thật. Thấy vậy Diệp Vân liền hỏi, ngươi vội vàng muốn từ hôn như thế chắc là có nguyên nhân khác nữa phải không? Cửu công chúa mặt tối sầm lại, trầm ngâm một lúc. Rồi cô hét vào mặt Diệp Vân, vương đạo mới là chân mệnh thiên tử của ta. Cô chống tay vào hông cười nói, phụ hoàng đã thương nghị với vương đại tướng quân rồi, đế quốc đại tỷ 3 tháng sau, vương đạo sẽ từ tông môn quay về tham gia, đến lúc đó ta sẽ đính hôn với chàng. Đám người xung quanh đứng hóng hớt ai nấy cũng ngỡ ngàng không tin nổi, họ bàn tán, cửu công chúa đính hôn với vương đạo ư? Đúng là một đôi ông trời sắp đặt. Cửu công chúa đắc ý nói tiếp, ta và vương đạo là phượng hoàng và chân long bay lượn trên cửu thiên. Còn ngươi chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hai chúng ta đã định sẵn là người của hai thế giới rồi. Diệp Vân nghe vậy không những không tức giận mà còn vỗ tay ra vẻ đồng tình, chúc phúc. Anh nói, hay, hay lắm. Ta sẽ từ hôn, nhưng không phải là bây giờ. Cửu công chúa nôn nóng hỏi, vậy đến lúc nào? Diệp Vân đáp, trên hoàng thành khiêu chiến trại 10 ngày sau, hơn nữa không phải ngươi bỏ ta, mà là ta bỏ ngươi. Cửu công chúa nghe xong tức ói máu. Diệp Vân nói tiếp, nhưng, có một điều ngươi nói không sai, hai chúng ta định sẵn là người của hai thế giới. Diệp Tuyết thấy nơi này không thể ở lâu được nữa liền nói, ông chủ, ta cần mua một thanh trường kiếm, tiền không phải là vấn đề, nhưng kiếm nhất định phải là loại tốt. Chủ quán vui vẻ đáp, được. Rồi Diệp Tuyết kéo Diệp Vân ra chỗ khác, cửu công chúa lúc này đang điên tích quay người đi không nói lời nào nữa. Chủ quán dẫn Diệp Vân và Diệp Tuyết đến một căn phòng trông rất bí hiểm, Diệp công tử, mời đi bên này. Rồi ông chủ quán vận công khí để mở cửa phòng, một đạo hào quang phát ra. Cánh cửa đã được mở, ba người bước vào. Đạp vào mắt là một thanh kiếm trông rất chiến, hầm hố, nó toát ra một ánh sáng màu tím bị xiềng xích xung quanh. Diệp Vân thầm nghĩ, là kiếm linh ư, sao có thể, cho dù là ngũ đại thần khí cũng chưa từng xuất hiện kiếm linh. Ông chủ ôn tồn kể lại, đó là thanh kiếm bị nguyền rủa, năm người chủ từng mua nó đều mất mạng ly kỳ sau một tháng. Nghe vậy, Diệp Vân không hề sợ hãi, anh hiên ngang bước vào khiến ông Chu hết sức ngạc nhiên. Ông chủ nói tiếp, mỗi lần người mua chết, thanh hắc kiếm này đều sẽ biến mất một cách thần bí, ngày hôm sau lại xuất hiện một cách quỷ dị trong sảnh lớn này, vì thế Diệp công tử vẫn nên đi xem cái khác đi thì hơn. Diệp Vân quả quyết dõng dạc nói, ta muốn mua thanh này. Ông chủ hoảng hốt nói lớn, cái gì? Còn Diệp Tuyết thì mặt đầy lo lắng cho ca ca của mình.